người ở Cao Vũ, thức đêm bạo gan giới thiệu vắng tắt. Bạn thấy mẹ vì 2.000 đồng vay tiền ở nhà họ hàng mà chịu hết ủy khuất, vì thế bạn bắt đầu điên cùng học tập. Trải qua khắc khổ học tập, ngươi thành công thăng cấp thành khảo cổ học giả. Ngươi nhìn thấy quái vật ở trong thành phố tàn sát bừa bãi, vì vậy ngươi bắt đầu điên cùng tu luyện. Trải qua khắc khổ tu luyện, ngươi mở khóa chức nghiệp mới, tu chân giả, long xà lạnh lạnh rình rập trong vực sâu, thần quỷ oán độc nảy sinh trong màn đêm. Bạn bị kẻ thù dồn vào đường cùng, vì vậy bạn tràn đầy phẫn nộ. Tại sao phải ép tôi? Lập tức ngươi đem chúng sinh hộ tới trước người, hét lớn. Ta có thể đi tới hôm nay hoàn toàn dựa vào nỗ lực của chính mình. Chương 1 Ba ba Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đại học Thiên Nam Khoa khảo cổ học Bên ngoài kỳ thi thứ ba, một thanh niên tóc ngắn màu đen đeo kính đang hơi lo lắng đi tới đi lui. Bộ dạng anh đẹp trai, khí chất văn nhã, thân hình cao lớn cao ngất. Vô luận là tướng mạo cùng khí chất đều cực kỳ xuất chúng. Dù sao nam sinh, nữ sinh đi ngang qua, đều nhìn không được nhìn về phía hắn. Chỉ là, giờ phút này sắc mặt hắn hơi tiêu tụy. Trên thái dương của hắn dán một phiến kim loại lóe sáng điểm sáng màu trắng. Dạo qua hai vòng, lúc này hắn mới đột nhiên nói mẹ. Mẹ còn ở nhà chị họ sao? Thanh niên cẩn thận lắng nghe một hồi, lập tức hốc mắt đỏ lên. Mẹ, bọn họ không muốn vay tiền thì thôi. Người đã ba ngày không nghỉ ngơi, trở về hảo hảo ngủ một giấc, còn lại hai nghìn khối tiền ta tới giải quyết, được không? Đầu dây bên kia, dường như mẹ đang nói gì đó. Không, mẹ, năm đó khi chị họ con đăng ký vào học viện nghệ thuật, nhà họ đã đến hỏi chúng ta mượn 30.000 đồng bố tôi lúc ấy cái gì cũng không nói trực tiếp mượn giờ thì sao hai ngàn đồng đều muốn ngươi từ sáng sớm cầu xin tới cửa đợi đến bây giờ họ chỉ không muốn vay tiền bạn ta không bị cái này tức giận ngươi tin tưởng ta còn lại hai nghìn khối tiền ta tới giải quyết từ thanh hít sâu một hơi nghiêm túc nói ân ta biết ta sẽ không sằng bậy đấy ta cho đồng học viết luận văn cũng sắp viết xong rồi viết xong về sau có thể có 2.000 khối tiền tới tay. Nếu không là ta hai ngày trước vừa đóng học phí, trong nhà cũng sẽ không lấy không ra 2.000 khối tiền. Từ, ta biết, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, nhưng sự tình chính là như vậy. Cho nên chúng ta càng không nên bệnh cấp loạn đầu y, không phải sao? Mẹ, mẹ tin con, được, buổi tối gặp lại. Tốt. Từ thanh nhẹ nhàng nhấn miếng kim loại tròn trên huyệt thái dương, tắt thông tin lập tức hắn đứng ở hàng rào bảo vệ trước nhìn thoáng qua xa xa phòng hoa đô thị hít sâu một hơi xoay người hướng phòng học đi đến thật ra thì hắn vừa mới lừa mẫu thân đúng anh có thể viết luận văn kiếm tiền cho bạn học nhưng bốn bài luận văn kia hắn còn một chữ không nhúc nhích bởi vì nội dung liên quan và một số kiến thức còn chưa học được là điểm mù của hắn hiện nay với trình độ hiện tại của hắn muốn viết xong bốn bài luận văn này ít nhất cũng phải mất một tuần nhưng tiền chữa bệnh của bà nội ngày mốt phải đóng bây giờ chỉ còn thiếu hai nghìn đồng hai nghìn đô nói ra buồn cười một gia đình bình thường ai mà không có hai nghìn đô chứ từ thanh giờ phút này rốt cục hiểu rõ cái gì gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán xem kỳ thi này trước cửa từ thanh ném toàn bộ những thứ không nên mang theo vào tủ cất đồ sải bước đi vào trường thi tích tích bên trong cánh cửa. Một luồng ánh sáng xanh quét qua. Kiểm tra đạt tiêu chuẩn, không kèm theo. Theo một tiếng kim loại vang lên, đạo viên giám thị gật đầu với hắn. Vừa đi vào phòng học, từ thanh liền nhìn thấy một thanh niên quý khí làn da hơi đen, dáng người tinh kiện đang ghé vào bàn nữ sinh đáng yêu ở hàng ghế đầu đùa giỡn với cô gái kia. Mấy nam sinh ngồi bên cạnh nhìn chầm chầm thanh niên quý khí kia vẻ mặt khinh bỉ nhưng cách đó không xa các nữ sinh đều là biểu tình ghen tị. Từ thanh đối với việc này cũng không thèm để ý, trầm mặt trực tiếp hướng dãy phòng học cuối cùng đi đến. Này! Thanh tử! Thanh niên quý khí tuy nói đùa với cô gái, nhưng dư quan vẫn nhìn chầm chầm vào cửa phòng học. Thẳng đến khi từ thanh đi vào phòng học, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, bỏ lại cô gái đi theo. Anh tới rồi. Cuộc thi còn 5 phút nữa, em hoàn toàn dựa vào anh lý hạo bám lấy bả vai từ thanh giống như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng theo từ thanh đi vào phòng học trong phòng học vô luận nam nữ ánh mắt đều bị hắn trong nháy mắt hấp dẫn đẹp trai quá trời ạ à, từ thanh bộ dạng không giống người mặt mũi này không đi làm người mẫu cùng minh tinh thật sự là đáng tiếc nhanh lưu dai cho tôi một tờ giấy chân tôi mềm nhũng rồi đối với tiếng nghị luận thấp giọng trong phòng học từ thanh dường như đã sớm tập mãi thành thói quen. Từ thanh liếc nam sinh đang ôm hắn một cái. Ca ca. Ngữ khí kia cực kỳ ngã ngớn, phản phất chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, hắn từ nhỏ đã tương đối biết che giấu cảm xúc. Lý hạo hơi biến sắc, nghẹn nửa ngày, hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Ba, ba. Từ thanh nhất thời nhất miệng cười. Ai, không thành vấn đề. Lý hạo giống như ăn rùi bỏ đồng dạng, trừng mắt lỗ mũi nhìn từ thanh. Ngươi chờ, lần sau đi ra ngoài tụ hội, ta không đổ ngươi không được. Từ thanh nhất thời hư nhẹ một tiếng, ngồi ở chỗ của mình. Mở cặp sách ra, lấy ra một cây bút. Hắn ông ngực nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới biểu tình nhỏ của Lý Hạo. Lý Hạo nhu thuận xoay người sang chỗ khác, xoa xoa vẻ mặt, tất cả đều bắt được, nhìn các bạn học căng thẳng xung quanh, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nhàn nhạt phun ra bốn chữ một đám cặn bã. Năm phút nữa. Trong tiếng chuông chói tai. Giám thị lão sư sải bước đi vào phòng học, dùng không đến ba phút liền phát xong bài thi, sau đó vung tay lên. Bắt đầu làm bài. Ánh mắt hắn lạnh lùng nói. Ai để cho ta phát hiện gian lận thì chờ bị xử phạt đi. Ông. Toàn bộ trường thi vốn có chút hỗn loạn trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có tiếng lật bài thi. Đã là niên đại nào rồi, còn dùng giấy thi. Từ thanh khẽ lắc đầu, quét mắt nhìn bài thi, chậm rãi nhắm mắt lại. Dây tiếp theo. Hai mắt hắn ngưng tụ, trực tiếp quét về phía phần thứ nhất lựa chọn đề, ngón tay nhẹ nhàng tại các loại lựa chọn trên móc lên. Thời gian hố trời xuất hiện là A. 200 năm trước B. 2000 năm trước C. 300 năm trước D. 324 năm trước A. Từ thanh không chút do dự Di tích văn minh cổ xưa nhất được khai quật trong hố trời là bao nhiêu năm trước? B. 4.000 năm trước. Hiện nay nước ta lưu hành khí huyết võ đạo hệ thống khai quật ở niên đại nào? Di tích hang động đại hạ cách đây 2.800 năm. Hắn giống như một cái máy làm bài chính xác. Thời gian dừng lại của mỗi câu hỏi lựa chọn đều không vượt quá 5 giây. Mà ngay khi từ thanh trả lời trong chốc lát, trước mắt hắn lại có một hàng văn tự thật nhỏ rõ ràng không ngừng hiện lên. Tìm thư uyển www sinh com trải qua khắc khổ học tập, ngươi bảo tàng cùng khảo cổ học kỹ năng đạt được độ thuần thục tăng lên. Trải qua khắc khổ học tập, ngươi chức nghiệp khảo cổ học sinh độ thuần thục tăng lên. Một màn này, cũng không phải là cái gì hát khoa học kỹ thuật. Nếu là người bình thường xem ra, chắc chắn cảm thấy cực kỳ quỷ dị nhưng Từ Thanh lại không thèm để ý chút nào, giống như không nhìn thấy. Cây bút trong tay hắn không ngừng trượt. 30 phút nữa. Từ Thanh nhẹ nhàng đặt bút xuống, vặn vẹo cái cổ cứng nhắc một chút. Ngươi trải qua một hội khảo thí, ngươi bảo tàng cùng khảo cổ học kỹ năng đạt được độ thuần thục tăng lên. Ngươi đã trải qua một cuộc thi, học sinh khảo cổ chuyên nghiệp của ngươi đạt được độ thuần thục tăng lên. Chúc mừng ngươi, ngươi bảo tàng cùng khảo cổ học kỹ năng tăng lên tới LV3 thấy hàng chữ này, từ thanh ánh mắt sáng lên, hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên thăng cấp. Ngay khi hắn nhẹ giọng tự nói, mấy ngón tay lặng lẽ xuất hiện trước bàn hắn. Từ thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Hạo đang chắp tay sau lưng xoa xoa ngón tay với hắn, miệng còn thấp giọng lẩm bẩm. Ba, đề lựa chọn. Từ thanh. Thời gian cho toàn bộ bài kiểm tra là 2 giờ. Khoảng cách cuộc thi kết thúc còn có 1 giờ, từ Thanh đã sớm nộp bài thi đi ra khỏi phòng học. K. Theo hắn đứng dậy nộp bài thi, trong phòng học nhất thời vang lên một trận thấp giọng kinh hô. Ngay cả giám thị lão sư cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Cuộc thi còn một giờ nữa mới kết thúc. Nói được một nửa, vị kia giám thị lão sư cũng tự hồ nhận ra từ thanh, không khỏi ngữ khí chậm lại. Đi, ngồi trở về kiểm tra đi. Chương 02 Võ giả không có tiền. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Từ thanh cười cười với thầy giáo. Kiểm tra một lần, ngoại trừ một đề phán đoán quá mơ hồ, những đề khác hẳn là không thành vấn đề. Giám thị lão sư nhất thời sửng sốt, lập tức nhận lấy bài thi của từ thanh, sau đó cười nói. Được, đi thôi. Từ thanh vừa xoay người đi ra phòng học, chợt nghe giám thị lão sư lạnh lùng nói. Đếm ngược hàng thứ hai cái kia, ánh mắt của ngươi lại loạn xem xét một chút ngươi liền trực tiếp nọc bài thi trong phòng học lại một mảnh im lặng từ thanh biểu môi vô luận là niên đại nào giám thị lão sư làm cho người ta cảm giác áp bách vẫn là đáng sợ như vậy về phần lý hạo ngoại trừ câu hỏi lựa chọn đáp án còn lại đều là câu trả lời ngắn gọn hắn có thể trợ giúp lý hạo không nhiều lắm chỉ có thể liệt kê một ít từ then chốt hy vọng hắn dùng được dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn chăm chú của cả lớp, sau khi đi ra khỏi phòng học. Từ thanh liền ở trên hành lang đụng phải một người bạn đối khố khác của mình. Ơ, ờ, anh Dương, thi xong nhanh vậy sao? 67 phút. Lợi hại quá. Từ thanh cười đùa với thanh niên dáng người to lớn kia. Đảng Dương liếc mắt một cái. Cái kia cái gì phá đề, 70% ta cũng chưa từng nghe nói qua, cơ bản tương đương với bạch quyển, ngược lại là ngươi như thế nào dùng lâu như vậy? Từ thanh cùng hắn sống vai hướng về ký túc xá đi đến. Cho hạo ca viết đáp án liền dùng 20 phút, ta sợ hắn xem không hiểu. Cậu cũng đã cố hết sức rồi, đảng dương an ủi, nói thế nào? Ừ, mệt rồi, học bá chính là như vậy, phải bảo vệ đầu óc. Từ thanh cười nói. Cút đi ngươi, cả ngày ngủ, ngươi xem ngươi gầy như cây gai, không bằng buổi chiều thi xong cùng ta đi võ quán huấn luyện một hồi, coi như tăng cường thể chất đảng dương ông bả vai từ thanh cười nói lực đạo kia siết từ thanh đau đớn ttt ca ca mau buông ra ta muốn gãy xương từ thanh hất người này ra xoa cánh tay liếc mắt nhìn cánh tay tráng kiện của hắn một cái nói ngươi hiện tại thực lực gì giống như một con trâu vậy chuẩn võ giả phỏng chừng qua một tháng sẽ phải tham gia võ giả khảo hạch bằng không ngươi cho rằng trường học còn không khai trừ ta là vì cái gì đảng dương không hề liêm sĩ nói từ thanh đầu tiên là cười nói ta đây trước chúc mừng lấy ngươi người này căn cốt võ giả khảo hạch tuyệt không thành vấn đề bất quá vẫn phải cẩn thận khảo hạch hàng năm sẽ chết không ít người nếu em nất cục anh và hạo ca chỉ có thể bi thống ăn tiệc mẹ nó đảng dương trong miệng mắng chửi đỉnh đạt lần nữa ông lấy từ thanh Trêu chọc một hồi, đảng dương bỗng nhiên cảm khái nói. Nếu như ông bà nội ngươi không có sinh bệnh, ngươi hiện tại cũng nên là cùng ta kém không nhiều lắm chuẩn bị võ giả khảo hạch mới đúng, ai? Từ thanh nhất thời khuỷu tay hắn một cái. Lời này nói được, chỉ cần người nhà ta còn ở, võ giả gì gì đó, cũng không phải người người hướng tới. Cha ta nếu không phải võ giả lời nói, nói không chừng bây giờ còn ở nhà cùng mẹ ta cùng sữa ta cùng nhau đối kháng bệnh tật đâu này nói không chừng nhà chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình huống như bây giờ. Cho nên nói, chuyện trên thế giới này, ai nói chuẩn đây, đúng không? Đảng Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, trong lòng có chút khó chịu, nhưng sợ cảm xúc của mình quá mức rõ ràng ảnh hưởng đến tâm tình của Từ Thanh, vội vàng cười cười. Cũng đúng. Trở thành võ giả, liền có cơ hội săn giết hố trời quái vật, liền có thể đạt được đại lượng tài phú, liền có thể làm người trên người nhưng cũng không phải ai cũng có thể trở thành võ giả. Ngoại trừ muốn có thiên phú mà phải bồi dưỡng từ nhỏ ra, muốn trở thành võ giả, vậy cần phải có một điều kiện cơ sở thiết yếu. Có tiền. Tính toán thời gian, từ thanh xuyên qua đến cái này tương lai thế giới song song đã có ba tháng. Mà nguyên chủ ở độ tuổi vừa phải tập võ, trong nhà lại vừa vặn gặp biến cố. Từ thanh đã từng cẩn thận tìm hiểu qua. Chỉ là sơ trung giai đoạn võ giả học đồ bồi dưỡng, chính là một khoản tiền lớn. Phụ thân của nguyên chủ chính là một vị võ giả xuất ngủ. Vốn làm công tác bảo vệ ở một công ty, thu nhập cũng coi như xa xỉ. Bởi vậy từ lúc ca ca của nguyên chủ Từ Phong còn nhỏ, đã bắt đầu bồi dưỡng hắn trở thành một võ giả. Mà Từ Phong cũng rất có thiên phú, tiến bộ thần tốc, rất được võ quán huấn luyện viên yêu thích. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa ngay lúc nguyên chủ lên trung học cơ sở cũng chuẩn bị cùng ca ca cùng nhau tu tập võ đạo đầu tiên là ông nội bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư trong nhà tốn rất nhiều tiền tiết kiệm cũng không thể giữ ông lại ngay sau đó bà nội lại được chẩn đoán chính xác là bệnh máu lại cần một số tiền lớn tiền chữa bệnh điều kiện kinh tế của cả gia đình trực tiếp bị bệnh nặng của hai cụ kéo sụp bởi vậy nguyên chủ liền không thể tu thành võ đạo mà là lên cái bình thường cao trung Bất quá những chuyện này đều là chuyện xảy ra trước khi xuyên Việt, Từ Thanh cũng bất lực, bởi vậy cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tuy rằng không thành võ giả, không đuổi kịp lợi nhuận của thời đại này. Nhưng hắn ngón tay vàng xuất hiện, vẫn là cho hắn rất lớn an ủi cùng sức mạnh. Trở lại ký túc xá, Từ Thanh khóa trái cửa ký túc xá rồi nằm trên giường. Lúc này mới dán miếng kim loại nhỏ màu bạc lên huyệt thái dương trước mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một tầng hình chiếu màn sáng. Đây là thiết bị liên lạc thông minh mới nhất hiện nay, thay thế máy tính và điện thoại di động. Bất quá, nhiều khi Từ Thanh vẫn có thói quen gõ bàn phím chân thật để viết đồ. Sau đó, ngón tay hắn ở trong không khí trước mặt điểm vài cái. Đặt đồng hồ báo thức một giờ, anh mới lấy đĩa kim loại đặt ở đầu giường. Sau đó mới chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ hô một tiếng. Cổ quyển. Với tiếng gọi nhẹ nhàng của hắn, trước mắt Từ Thanh bỗng nhiên hiện lên một tờ giấy da dê hư ảo. Lúc này trên người hắn không có đeo thiết bị gì, nhưng cổ quyển này lại xuất hiện trong đầu hắn, giống như tồn tại chân thật vậy. Cổ quyển chậm rãi mở ra trước mặt Từ Thanh, hiện lên rất nhiều chữ nhỏ rùi mũi. Tên: Từ Thanh, tuổi: 20, nghề nghiệp: Sinh viên khảo cổ LV3. 156 400 Thiên phú thần thông. Vạn cổ nhất tố LV1 kỹ năng. Ngôn ngữ LV2 115 300, lịch sử cổ đại LV3 211 400, lịch sử nghệ thuật và triết học LV3 11 400, tôn giáo LV3 49 400, bảo tàng và khảo cổ học LV3 0 400, khảo cổ học sinh thái và địa lý LV2 258 300, điểm kỹ năng có thể dùng một. Thông tin trên cuộn giấy rất đơn giản, giống như bản điều khiển trò chơi. Tất cả các thông tin đều được hiển thị trên đó. Đúng vậy, tìm thư uyển, đây chính là ngón tay vàng của Từ Thanh. Xuyên qua chuẩn bị, ta cũng có. Nhất là khi Từ Thanh biết trên thế giới này còn có hai danh từ võ giả và quái vật hố trời tồn tại. Cổ quyển xuất hiện, giống như cho cái gì ngưu mã thế giới một tia ánh trạng đông phiên bản cập nhật nhiều như vậy hắn mới đăng ký không treo thì chơi thế nào nếu thật sự là một người bình thường cái gì cũng không có cuối đời này từ thanh cơ hồ dùng mông cũng có thể nhìn thấy tác dụng của cuộn giấy rất đơn giản chính là căn cứ vào các kỹ năng năng lực mà từ thanh nắm giữ sinh ra nghề nghiệp tương ứng cũng nâng cao những nghề nghiệp và năng lực này từ đó làm cho từ thanh trở nên mạnh mẽ hơn tất cả kỹ năng nghề nghiệp đều cần thông qua từ thanh nghiêm túc học tập mới có thể đạt được mỗi khi từ thanh thông qua cố gắng rèn luyện nâng cao trình độ thuần thục của kỹ năng nghề nghiệp sẽ thu hoạch được một điểm kỹ năng mà đẳng cấp kỹ năng càng cao thời điểm hắn làm chuyện liên quan sẽ càng tinh thông ví dụ như ngôn ngữ học đẳng cấp càng cao lúc từ thanh học các loại ngôn ngữ lại càng thoải mái giống như thông suốt điểm kỹ năng có thể nâng cấp tất cả các kỹ năng nhưng là không cách nào tăng lên thiên phú thần thông cùng chức nghiệp đẳng cấp đẳng cấp nghề nghiệp chỉ có thể thông qua làm công tác liên quan để nâng cao độ thuần thục đạt tới độ thuần thục nhất định sẽ tự mình thăng cấp ví dụ như thân phận nghề nghiệp duy nhất hiện nay của từ thanh sinh viên khảo cổ bởi vì hắn là sinh viên chuyên ngành khảo cổ tự nhiên sau một học kỳ liền mở khóa nghề nghiệp này chỉ cần cố gắng học tập anh có thể đạt được độ thuần thục nghề nghiệp nghiên cứu văn hiến khảo cổ và văn vật liên quan cũng có thể nâng cao độ thuần thục. Mà cuộc thi thì sẽ tăng lên độ thuần thục trên diện rộng. Chương 03 Yêu thương ngươi, lão mụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nằm trên giường tĩnh tâm ngưng thần một hồi Từ thanh đem ánh mắt chuyển hướng tin tức trên cổ quyển Khảo cổ sinh thái và địa lý học, không đợi được mình thăng cấp, trực tiếp thêm điểm đi hắn mặc niệm một câu thêm điểm, lập tức. Thông tin trên cổ quyển lập tức thay đổi. Chúc mừng ngươi, thành công đem khảo cổ sinh thái cùng địa lý học tăng lên tới LV3. Chỉ một giây thôi. Từ thanh chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Rất nhiều tin tức hỗn loạn giống như thủy triều tràn vào trong đầu hắn. Trong đầu hắn trống rỗng nhiều ra rất nhiều tri thức lý luận về phương diện khảo cổ sinh thái và địa lý học. Bao gồm một số kinh nghiệm làm việc thực tế loại cảm giác này phi thường thần kỳ giống như là hắn nghiên cứu nghề này nghiên cứu rất nhiều năm đồng dạng mở mắt ra trên mặt từ thanh hiện lên nụ cười vui sướng lần này viết luận văn nữa hẳn là không thành vấn đề hắn xoay người từ trên giường nhảy lên sau khi xuống giường ngồi ở trước bàn của mình mở máy tính liền bắt đầu gõ bàn phím kỹ năng thăng cấp về sau nguyên bản đối với hắn mà nói có chút phức tạp thậm chí cần đi tra tư liệu luận văn trở nên cực kỳ đơn giản hắn chỉ là ngón tay nhúc nhích liền có linh cảm cùng ý nghĩ cuồn cuộn không ngừng tuôn ra một giờ sau khi chuông báo thức vang lên từ thanh cũng đã hoàn thành hai phần ba một thiên luận văn hắn nhẹ nhàng gật đầu sau khi bảo quản ngay khi từ thanh đắm chìm trong kinh hỷ bang 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 thanh tử mở cửa a ở bên trong tuốt ống sao cửa ký túc xá bỗng nhiên bị người gõ vang từ thanh lập tức phản ứng lại là cuộc thi kết thúc, các bạn cùng phòng đã trở lại. Tuy rằng hắn ở nhà, nhưng buổi trưa vẫn sẽ trở về nghỉ trưa. Thở phào nhẹ nhõm, từ thanh vội vàng nhảy xuống giường, mở cửa. Ở bên trong làm gì vậy? Bạn cùng phòng vẽ mặt tò mò vọt vào ký túc xá ngửi ngửi. Vừa rồi ngủ một giấc, sợ mất đồ. Từ thanh lập tức cười giải thích. Năm tên bạn cùng phòng nhau nhau cười trộm một tiếng, lập tức tiến đến cùng nhau thảo luận kết quả cuộc thi. Từ Thanh thở phào nhẹ nhõm, tạm thời nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Cuộc thi khảo cổ học, mỗi ngày chỉ có một môn. Buổi sáng thi, buổi chiều không có tiết. Sau giờ nghỉ trưa, các bạn cùng phòng liền nhau nhau đến thư viện ôn tập. Mà Từ Thanh lại mở máy tính lên, bắt đầu viết luận văn. Suốt cả buổi chiều hắn cũng không nhúc nhích. Ngoài trừ uống vài ngụm nước, những lúc khác toàn bộ đều gõ bàn phím. Trải qua khắc khổ học tập, chuyên nghiệp khảo cổ học sinh của ngươi đạt được độ thuần thục tăng lên. Trải qua khắc khổ học tập, kỹ năng khảo cổ sinh thái cùng địa lý học của ngươi đạt được độ thuần thục tăng lên. Ngay khi Từ Thanh vừa viết luận văn, trước mắt hắn vẫn không ngừng hiện lên chữ viết thật nhỏ. Bất quá những văn tự này tự hồ biết Từ Thanh đang chuyên tâm chuyện khác. Chỉ là hư ảo chợt lóe liền biến mất không thấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến trạng thái hết sức chăm chú của Từ Thanh. 6 giờ rưỡi tối. Từ Thanh rốt cục gõ xuống chữ cuối cùng. Sau khi dùng phần mềm tự động sửa lỗi tìm kiếm một phen lỗi chính tả. Anh ta nhấn xây và sen. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, ở trong ký túc xá hoạt động thắt lưng chân một chút. Chỉ là ngồi một lát như vậy đã đau lưng mỏi eo, thân thể thật sự quá kém. Đại công cáo thành tiếp theo là chờ tiền. Mười phút sau, mấy vị học trưởng kia cũng rất có lực, nhào nhào gọi tới khoản cuối. Len Ken Từ thanh lập tức đem máy truyền tin trí năng dán ở huyệt Thái Dương của mình, sau đó mở tin tức ra nhìn thấy số dư ngân hàng. Ngân hàng tin không đại hạ, tài khoản số 9527 của ngày ngày 12 tháng 12 lúc 18.15 hoàn thành giao dịch chuyển khoản đại hạ tệ 2000, số dư 2059.81 từ thanh lúc này thở dài một hơi lập tức thao tác đơn giản vài cái chuyển tiền cho mẫu thân không quá một phút sau điện thoại của mẹ gọi tới từ thanh ngữ khí ra vẻ thoải mái mà cười nói hai nghìn khối tiền loại này việc nhỏ về sau ngươi không cần như vậy liều mạng ta ở trường học cũng có thể tiếp một ít sáng tác luận văn cái gì kiếm chút tiền nhỏ về phương diện học phí ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta tự mình có thể phụ trách hai ngày nữa còn có học bổng năm ngoái phải phát đến lúc đó lại là một khoản tiền ha 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 được yên tâm ta lập tức trở lại yêu mẹ mẹ cúp máy từ thanh lúc này mới ngồi trên ghế ngẩn ngơ một hồi lâu lập tức cậu tắt đèn bàn thu dọn cặp sách xoay người đi ra ngoài cổng trường giải quyết xong đại sự đau đầu nhất trước mắt cả người từ thanh giống như thở phào nhẹ nhõm lúc đi chân đều có chút nhẹ nhàng Lúc ngồi xe buýt về đến nhà, đã là 7 giờ 30 tối. Mẹ để lại tin nhắn cho anh, nói là đi bày sạp tăng ca. Cho nên, Từ Thanh tự mình ăn cơm thừa trong nhà, sau đó trực tiếp nằm ở trên giường. Tính thời gian đi, Từ Thanh xuyên việc đến nơi này 3 tháng. Chỉ là một giấc ngủ tỉnh, hắn giống như là đi tới thế giới song song đồng dạng. Hết thảy đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng lại tự hồ không có biến hóa vốn là một nam sinh khoa học kỹ thuật, anh nhanh chóng biến thành một sinh viên chuyên ngành khảo cổ. Toàn bộ thế giới không liên quan gì đến sự bình thường ban đầu. Võ giả, hố trời, quái vật. Những từ này, không có một cái bình thường. Nhưng cha mẹ vẫn là giống nhau cha mẹ, ca ca cũng không có gì biến hóa, vẫn là cái kia ở công ty bình thường làm công tác văn phòng khổ bức người làm công. Còn bà nội vẫn nằm trong phòng bệnh nặng của bệnh viện, mỗi tháng đều phải nộp một số tiền lớn tiền trị liệu duy nhất không thay đổi là điều kiện gia đình của hắn bình thường thậm chí có chút nghèo khó nếu như không phải mẫu thân cùng ca ca khổ sở chống đỡ cái nhà này đã sớm sụp đổ thân là xuất ngũ võ giả phụ thân tại ba tháng trước bị chính phủ một lần nữa dấu hiệu trở về cái kia bị nhân loại xưng là hố trời chiến trường địa phương lập tức cũng không lâu lắm phụ thân liền mất tích ở nơi đó không có tin tức gánh nặng của cả gia đình tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc giao su xu xuyên. công liền rơi vào trên người mẹ và anh trai bị đả kích từ thanh còn đang đi học tuy rằng có thể dựa vào làm thêm tiết kiệm và giúp bạn học viết luận văn mà đạt được một ít thu nhập cộng thêm học bổng của trường nhưng những thứ này chung quy chỉ như muối bỏ biển hô nghĩ đến những thứ này từ thanh liền cảm thấy một trận vô lực thật sâu cũng may hôm nay hắn dựa vào cố gắng của mình cùng sự thần kỳ của quyển sách cổ giảm bớt gánh nặng trong nhà mà đây chỉ là một phần năng lực của cổ quyển hôm nay tuy rằng hơi mệt nhưng trong nhà mỗi người đều đang cố gắng loại cảm giác này làm cho từ thanh cảm thấy kiên định hắn rất may mắn mặc dù xuyên qua nhưng gia đình không thay đổi loại tình thân này không thay đổi lập tức hắn liền đem những tạp tư này ném ra sau đầu đem lực chú ý dời đi ở hiện thực. Đặt đồng hồ báo thức 3 tiếng. Từ thanh thấp giọng nói. Hoàn thành thiết lập. Máy truyền tin thông minh nhẹ nhàng trả lời. Lập tức, hắn đem lực chú ý đặt ở trên cổ quyển trước mặt. Giải quyết xong chuyện khẩn cấp nhất của gia đình trước mắt, hắn mới có thời gian tiếp tục đi sâu nghiên cứu cổ quyển. Sách cổ có thể sinh ra một nghề nghiệp cho anh, nhưng không chỉ là một nghề nghiệp gần đây anh đang nghiên cứu một chức năng thần dị khác của cổ quyển, làm thế nào khai thác thần thông thiên phú của sinh viên khảo cổ học hiện tại, để mở khóa một loại nghề nghiệp khác. Mà nghề nghiệp kia, lại nói tiếp có chút huyền huyễn. Tối hôm qua mơ thấy truyền công trưởng lão nói đến một nửa, hôm nay hy vọng có thể tiếp tục làm xong giấc mộng. Như vậy, có lẽ có thể đạt được môn tu chân công pháp kia. Từ thanh suy tư một hồi, liền chuyên tâm ngưng thần, trong lòng mặc niệm thiên phú thần thông vạn cổ nhất tố không lâu sau ý thức của hắn liền mơ hồ trước mắt cũng lâm vào một mảnh hắc ám chương 04 thái huyền ngưng khí bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong một mảnh ánh sáng buổi sáng mờ nhạt từ thanh chậm rãi mở hai mắt nhìn về bốn phía giờ phút này hắn đang ngồi trong một đại điện khí thế bàn bạc trên mái vòng cao chốc vót khảm vài khối đá màu ngọc bích khổng lồ tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Đem toàn bộ không gian chiếu rọi như mộng như ảo. Đỉnh trời chạm rỗng lộ ra kiến trúc và núi thương sơn xa xa. Trên vách tường điêu khắc từng pháp tướng cổ nhân già nua mà phiêu giật, mỗi một tôn đều phản phất sống sờ sờ nhìn chăm chú vào các đệ tử trong điện. Một trận thanh âm hùng hậu đang chậm rãi giảng thuật một đoạn kinh văn. Ba mươi tên mặc áo bào xám thiếu niên ngồi ngay ngắn trong đại điện, cẩn thận mà trịnh trọng nghe thanh âm hùng hậu kia giảng thuật. Mà hắn lại là một thành viên trong đó. Đây chính là năng lực thiên phú thần thông vạn cổ nhất tố do nghề nghiệp khảo cổ học sinh này mở khóa. Năng lực này có thể làm cho hắn ở trong mộng có thể tiến vào một đoạn thần bí viễn cổ thời không? Mà hắn thì có thể ở chỗ này tự do hành động, lấy góc nhìn của một người qua đường ngẫu nhiên thể nghiệm cuộc sống nơi này. Mà hiện tại, từ Thanh an vị ở một góc đại điện truyền công của một môn phái tu chân tên là Thái Huyền Môn. Thân phận của hắn là một ký danh đệ tử của Thái Huyền Môn. Thần kỳ chính là đối phương tự hồ cũng gọi là Từ Thanh. Từ Thanh cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Theo tầm mắt của hắn xuyên qua đám người, rơi vào trên đài cao phía trước. Truyền công trưởng lão ngồi ngay ngắn trên đài cao, một thân trường bào xám trắng không nhiễm một hạt bụi khuôn mặt mặc dù khắc đầy dấu vết năm tháng nhưng hai mắt lại lấp lánh hữu thần để lộ ra một loại đại trí tuệ bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên một tấm bia đá khổng lồ hiện lên giữa không trung phía trên lưu chuyển phù văn cổ xưa mà huyền diệu vừa rồi ta niệm tụng chính là công pháp cơ sở truyền thụ cho các ngươi ba tầng đầu của thái huyền ngưng khí quyết truyền công trưởng lão thanh âm hùng hậu mà uy nghiêm mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người Thái Huyền Ngưng Khí Quyết chính là ta Thái Huyền môn trụ cột công pháp, chú ý chính là như thế nào Ngưng tụ trong thiên địa linh khí, hóa thành mình dùng. Tu luyện công pháp này cần thể xác và tinh thần hợp nhất, lấy ý niệm dẫn dắt linh khí du tẩu trong cơ thể, dần dần Ngưng tụ thành một cổ linh lực cường đại, đúc thành linh mạch thân thể. Tiếp theo, ta sẽ cẩn thận đọc kinh và giải thích, các ngươi cần cẩn thận lắng nghe, cẩn thận ghi nhớ. Đại Đạo Chi Thủy là vì Thái Huyền. Nghe vậy, tự thanh con mắt sáng ngời, trong lòng tự nói. Thật đúng là trùng hợp, lần này nhập mộng thời gian dĩ nhiên vừa vặn. Kế tiếp, trọn vẹn nửa giờ, vị trưởng lão này đều đang đọc thuộc lòng Thái Huyền ngưng khí quyết trước ba tầng công pháp nội dung. Mà từ thanh thì hết sức chăm chú lắng nghe mặt niệm. Thẳng đến khi hắn nghe được, nghe vậy quá hư, có thể lấy được chu toàn, vận hành chu thiên, chú mạch thông huyền, đoạn này, cả người liền trong nháy mắt tinh thần đứng lên vận hành chu thiên, chú mạch thông huyền, vòng đi vòng lại, mới là linh đài. Thanh âm của trưởng lão truyền công không nhanh không chậm. Mỗi bước, mỗi thay đổi rây kia hoạt động được giải thích chi tiết. Linh khí vô hình kia ở trong tay hắn giống như hóa thành hiện vật. Đầu tiên là ngưng tụ thành màu trắng sương mù, sau đó vậy mà còn chưa một đoàn sợi bông giống như đồ vật, cuối cùng lại nồng đậm đến ngưng tụ thành một giọt màu vàng chất lỏng. Từ thanh từ chất lỏng màu vàng kia cảm nhận được một cổ khí tức cường đại. Phản phất trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Đây là quá trình từ luyện khí sơ kỳ đến trúc cơ cảnh giới, linh khí trong cơ thể các ngươi cần phải trải qua. Truyền công trưởng lão thản nhiên nói. Linh khí từ không đến có, từ hư đến thực, từ khí đến dịch, đây là một quá trình tích lũy, cũng là một quá trình từ lượng biến thành chất biến. Nói xong, hắn giơ tay đem giọt chất lỏng màu vàng kia bắn ra ngoài đại điện. Xoẹt. Đột nhiên, một thanh linh kiếm màu vàng lập tức hiện lên. Bạo phát ra âm thanh xé rách vải vóc cực kỳ đáng sợ. Xuyên qua đỉnh đầu mọi người, biến mất giữa không trung. Mỗi một đệ tử kể cả từ thanh, đều là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, bọn họ đều cho rằng lợi kiếm kia hướng về phía mình. Hơn nữa không thể ngăn cản ẩn chứa nguy cơ tử vong đáng sợ đây chính là ngưng khí hóa dịch thủ đoạn trúc cơ truyền công trưởng lão thản nhiên nói hai mắt từ thanh trừng thật to cả người hưng phấn tới cực điểm một màn này hắn vẫn là lần đầu tiên ở trong mộng nhìn thấy đây là tu chân giả sao thật kinh khủng truyền công rất nhanh kết thúc từ thanh cùng đông đảo đồng môn vẫn chưa lập tức rời đi nhìn vừa rồi một màn kia mỗi người đều hăng hái muốn bước vào tu hành ngưỡng cửa nếu là có thể lợi dụng nơi này nồng đậm linh khí thành công đem thái huyền ngưng khí quyết nhập môn có lẽ sẽ cho hắn mang đến một ít kinh nghiệm đột phá mọi người ở đây đều trân trọng cơ hội này từ thanh tự nhiên cũng là như thế hắn khoanh chân mà ngồi nhắm mắt minh tư bắt đầu cẩn thận lĩnh hội thái huyền ngưng khí quyết huyền bí bầu không khí trong đại điện trở nên yên tĩnh mà thâm trầm chỉ có gió nhẹ nhàng thổi qua mang đến một tia mát mẻ. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện ra biểu tình bất đồng, có chuyên chú, có nghi hoặc, có như có điều suy nghĩ. Từ thanh có thể cảm nhận được linh khí tràn ngập chung quanh. Chúng giống như sợi tơ cuốn quanh thân thể hắn, chờ đợi hắn triệu hoán. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo truyền công trưởng lão sở thụ phương pháp, bắt đầu lấy ý niệm dẫn dắt những linh khí này tiến vào trong cơ thể. Đó là một quá trình lâu dài và khó khăn hắn từng ở trong mộng thử qua rất nhiều lần nhưng đều không chiếm được trọng điểm dẫn dắt linh khí du tẩu trong cơ thể điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế lại khó như lên trời từ thanh cần luôn luôn bảo trì thanh tĩnh lấy ý niệm dẫn dắt chúng đi theo lộ tuyến đặc biệt mỗi một lần linh khí lưu chuyển đều làm cho hắn cảm thấy một loại khoái cảm tê dại nhưng đồng thời cũng nương theo một loại mỏi mệt thật sâu không biết qua bao lâu khác với cảnh trong mơ lặng lẽ kết thúc thường ngày. Từ thanh đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể bộc phát ra. Tìm thư uyển www.giaosusun.com cổ lực lượng kia giống như sợi tóc du tẩu trong cơ thể hắn, làm cho kinh mạch cả người hắn đều có loại cảm giác lạnh lẽo sảng khoái. Đó là dấu hiệu hắn thành công ngưng tụ ra luồng linh lực thứ nhất. Hắn vẽ mặt mơ hồ mở to mắt, lại nhìn thấy truyền công trưởng lão đang mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng cổ vũ truyền công trưởng lão khen ngợi gật gật đầu Người đã bước đầu nắm giữ huyền bí của thái huyền ngưng khí quyết kế tiếp chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể nâng cao một bước từ thanh đầu tiên là sửng sốt một chút lập tức không để ý kinh hỷ cùng kính đứng dậy hành lễ nói đa tạ trưởng lão dạy bảo đệ tử nhất định cần cù tu luyện không phụ chỉ là lời của hắn còn chưa nói xong một hồi âm thanh mông lung vang lên bên tai hắn. Mới đầu, thanh âm kia giống như tiếng ma sát rất nhỏ che kín trong chăn. Nhưng rất nhanh, thanh âm liền trở nên kịch liệt mà chói tai. Hình ảnh trước mắt từ thanh đang nhanh chóng ảm đạm biến mất. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện mình đã nằm ở trên giường, mà trên huyệt thái dương giáng trí năng máy truyền tin đang thét chói tai. Tích Tắt đồng hồ báo thức, từ thanh vội vàng ngồi dậy. Nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn lại tối sầm, thiếu chút nữa ngã trở về. T. Tác dụng phụ này cũng quá lớn. Mỗi lần sử dụng xong vạn cổ nhất tố về sau, hắn đều sẽ choáng váng hoa mắt, tinh thần mệt mỏi. Cố gắng khoanh chân ngồi ở trên giường, ngưng thần nín thở. Từ thanh thử vận chuyển thái huyền ngưng khí quyết, cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Dây tiếp theo hắn cảm nhận được một luồng khí tức thanh lương rất nhỏ đang bơi trong đan điền của hắn. Mà đây chính là đặc thù của công pháp tầng thứ nhất Thái Huyền ngưng khí quyết nhập môn thành công. Chương 05 Mở khóa nghề nghiệp mới, tu chân giả Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hắn kinh hỉ mở hai mắt ra Vậy mà thật sự thành công Rất nhanh, trước mắt từ thanh liền hiện lên một hàng chữ nhỏ rùi mũi Trải qua khắc khổ tu luyện, Ngươi lĩnh ngộ mới trụ cột kỹ năng. Thái Huyền ngưng khí quyết, chúc mừng ngươi mở khóa chức nghiệp mới. Tu chân giả. Cổ quyển. Từ Thanh lập tức kinh hỉ kêu gọi. Tên. Từ Thanh, tuổi. 20, nghề nghiệp 1. Sinh viên khảo cổ LV3, 156, 400, chức nghiệp 2. Tu chân giả LV1, 1, 200 điểm kỹ năng có thể dùng. Không xem thêm về Occupatin 2. Chức nghiệp 2 Tu chân giả LV1, hai 200, thiên phú thần thông Vô kỹ năng Thái huyền ngưng khí quyết LV1, 5, 200 Từ thanh vung mạnh nắm đấm lên, trên mặt hiện lên một chút phấn chấn vẽ. Thật tốt quá! Mấy tuần qua cố gắng không có uổng phí. Học sinh khảo cổ là nghề nghiệp chủ yếu hiện giờ của hắn, cũng là nghề nghiệp duy nhất mà từ thanh mở khóa sau khi xuyên việc. Mà sau khi nâng cấp thân phận sinh viên khảo cổ lên cấp 3, từ thanh đã mở khóa thần thông thiên phú nghề nghiệp. Vạn cổ nhất tố. Năng lực này quả thực nghịch thiên, có thể làm cho từ thanh sau khi ngủ mộng hồi viễn cổ. Ban đầu, từ thanh còn không ý thức được những giấc mộng này có ích lợi gì. Cho đến một cơ hội ngẫu nhiên, từ thanh chấn động phát hiện có mấy nền văn minh trong giấc mơ vậy mà không kém nhiều so với thông tin về di chỉ văn minh cổ được khai quật ra hiện thực điều này khiến anh chiếm ưu thế lớn trong việc hoàn thành không ít luận văn và bài tập thành công thay đổi ấn tượng của giáo viên đối với học sinh kém của anh ước chừng là một tháng trước cậu bắt đầu mơ thấy một nơi gọi là thái huyền sơn thái huyền sơn trong mộng nguy nga bao la hùng vĩ mây che sương nhiễu hào quang dị sắc đầy trời Phản phất như tiên sơn phúc địa. Mấy ngàn người tu hành nuốt mây nhả sương, bay lên trời xuống đất. Điêu đức bức bách. Mà Từ Thanh ở trong mộng lại là một ký danh đệ tử bình thường của Thái huyền môn. Đối với Thái huyền môn mà nói, hắn chỉ là một người qua đường giáp thuần khiết cho dù là môn phái sự sách cũng sẽ không ghi lại. Nhưng cho dù là một ký danh đệ tử, cũng có cơ hội học tập môn phái cơ sở công pháp. Vì thế, liền có giấc mộng này gần đây từ thanh gọi là truyền công đại điện mộng giấc mộng này chỉ có một cảnh tượng như truyền công đại điện hơn nữa mỗi lần đều có nội dung giống nhau một vị trưởng lão truyền công lợi hại ngồi trên đài cao giảng giải công pháp cho bọn họ cảm thụ được linh khí ở trong cơ thể vận chuyển từ thanh chỉ cảm thấy cả người một trận nhẹ nhõm giống như qua một lần tắm nước nóng đồng dạng ngay cả tinh thần vốn có chút khốn đốn cũng phấn chấn lên một chút sử dụng xong vạn cổ nhất tố di chứng rốt cục giảm bớt một ít. Mắt nhìn thời gian. Vừa vặn 10 giờ rưỡi tối. Từ thanh lúc này mới một bên hướng ba con phố bên ngoài chợ đêm chạy đến, một bên suy tư vừa rồi tu luyện đạt được. Vận chuyển công pháp, từ thanh lập tức cảm giác được một cổ lực lượng mênh mông từ trong đan điền của hắn tuôn ra, hơn nữa làm cho cả người hắn tràn ngập nhiệt tình. Từ thanh bước chân, linh lực xông vào kinh mạch hai chân hắn sải bước chạy về phía trước kiểm tra tốc độ hô khoảng cách trăm mét thoáng qua rồi biến mất từ thanh có chút không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía trước thật nhanh hắn cảm giác mình vừa rồi chạy nhanh hơn bình thường rất nhiều ít nhất cũng tăng lên vài giây nhưng cụ thể bao nhiêu từ thanh không có cách nào cẩn thận tính toán bất quá khi hắn cẩn thận cảm thụ qua linh lực trong đan điền nhất thời trong lòng cả kinh đậu má, một hồi công phu này, liền tiêu hao một phần mười linh khí. Hắn lập tức hiểu được. Bờ lù ba quá ngắn. Cũng khó trách tu hành cảnh giới mới là tu chân giả căn bản, bởi vì hùng hồn linh lực mới là tu chân giả lớn nhất vốn liếng. Nếu không, người có thương tổn cao hơn nữa, không có bờ lù làm sao chơi. Kiếp trước từ thanh là người hâm mộ trò chơi thâm niên, đối với chuyện này tràn đầy thể ngộ. Từ, độ thuần thuộc nghề nghiệp tăng trưởng rất nhanh căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, mỗi một lần thăng cấp kỹ năng cơ bản, đều có thể mang đến tăng trưởng 50 điểm cho độ thuần thục nghề nghiệp. Bất quá, sau khi xác định tu hành đối với mình đích xác có tăng ít thật lớn, tâm từ thanh rốt cục định xuống. Tâm tình thật tốt, hắn cũng có nhàn hạ thoải mái thả lỏng một chút. Hắn xuất ra trí năng máy truyền tin, một bên bước nhanh về phía trước, một bên xem lướt lên gần nhất tin tức. Hôm qua, Cục Phát triển Cổ Lam Thành công bố tin tức mới nhất, một di tích văn minh thời cận cổ mới được phát hiện. Theo suy đoán của các chuyên gia, rất có thể di tích của nền văn minh cổ đại mới này sẽ tiết lộ chi tiết hơn về một nền văn minh hoàn toàn mới từ thời cổ đại. Theo Thiên Khanh Chiến lược Cục tuyên bố, Thiên Khanh thứ 9 căn cứ sắp kiến thành, đến lúc đó, một nhóm mới võ đạo cao thủ đem đi trước đóng giữ. Hôm qua, khu đông thành Lam Thành phát sinh một sự kiện quần ẩu, theo cảnh sát công bố vụ án lần này rất có khả năng có liên quan đến một tháng trước quét sạch toàn diện hoạt động phạm tội của già lam giáo theo bộ quốc phòng thành phố lam thành tiết lộ hai vụ mất tích xảy ra ở khu tây thành phố lam thành hôm nay rất có khả năng có liên quan đến rắn xích xích do tư nhân nuôi dưỡng hiện nay bộ quốc phòng thành phố đã triển khai tìm kiếm toàn thành phố xin đông đảo người dân chú ý tránh xa khu vực thảm thực vật rậm rạp ban đêm giảm bớt xuất hành ánh mắt đảo qua tin tức trong lòng từ thanh trầm xuống bước chân nhanh hơn. Gần đây thành phố có vẻ không yên bình. Tuy rằng khu bắc bọn họ ở không có đại sự gì phát sinh, nhưng ban đêm tóm lại là không an toàn. Xem ra buổi tối mẹ phải dọn quán sớm rồi. Nghĩ vậy, từ thanh dứt khoát chạy bộ về phía chợ đêm. Mười phút nữa. Chợ đêm bắt thác Dưới một tòa tháp truyền hình thật lớn, chợ đêm náo nhiệt giống như giải lụa màu trên vai thành phố vào ban đêm. Ánh đèn sáng ngời chiếu nơi này như hoàng hôn. Đám người như nước chảy tựa như không thèm để ý chút nào đến sự bất an trong thành, vẫn dừng lại ở từng quán nhỏ. Thời tiết tháng 12 đã rét lạnh, nhưng lại không ngăn cản được sự nhiệt tình của mọi người đối với bữa ăn khuya và sự khao khát tụ tập với bạn bè, người yêu sau giờ làm việc. Từ Thanh nhanh chóng tìm được mẹ ở một quầy hàng ở giữa chợ đêm tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su chấm công lý cầm hơn 45 tuổi đã sớm không còn mỹ mạo năm đó dung nhan mỹ lệ cũng bị năm tháng ăn mòn làm suy giảm nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái của nàng khi còn trẻ năm xưa gia đạo không có trung lạc nàng bảo dưỡng vẫn là rất tốt bởi vậy thoạt nhìn so với phụ nữ bình thường trẻ hơn một chút ở đây phần lớn là chợ đêm người trung niên bày sạp có vẻ có chút đặc thù chờ từ thanh đi đến quầy hàng của mẫu thân thoạt nhìn tựa hồ đã bắt đầu quét dọn kết thúc mà sự xuất hiện của hắn làm cho gian hàng này càng thêm nổi bật phàm là nữ nhân đi ngang qua cơ hồ đều sẽ theo bản năng liếc từ thanh một cái sau đó chính là càng nhiều ánh mắt không có hắn duy soái mà thôi mẹ từ thanh bước nhanh đến trước mặt mẫu thân đoạt lấy chổi trong tay nàng để ta lý cầm đầu tiên là cả kinh lập tức nhìn về phía Từ Thanh cười nói, "Không phải nói không cho ngươi tới đón ta sao?" Từ Thanh một bên quét rác một bên bất đắc dĩ cười nói, "Mẹ, ta đều lên đại học rồi, bài tập cái gì, là chuyện sao?" Lý Cầm một bên lưu loát thu thập trên quầy hàng bát đũa, một bên thấp giọng nói, "Ta không lạnh, vậy ngươi cũng ít tới, nếu để cho các ngươi lớp nữ sinh thấy được, vậy nhiều không đẹp mắt." Buổi tối nguy hiểm từ thanh lưu loát thu dọn rác rưởi trên mặt đất. Nguy hiểm gì chứ? Trị an trong thành tốt như vậy. Lý cầm lắc đầu nói. Từ thanh đang muốn đáp lời, một bên bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm kinh ngạc. Từ thanh. Từ thanh và mẫu thân cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba nữ sinh xinh đẹp ăn mặc đơn bạc mà gợi cảm đang khoát tay đứng ở ven đường, kinh ngạc nhìn từ thanh. Chương 06 Bày quầy bán hàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio ai ba người các ngươi đi dạo chợ đêm à chào buổi tối ăn hết chưa không đợi mẫu thân mở miệng từ thanh liền cười chào hỏi sau đó hắn lại quay đầu nói với mẹ mẹ đây đều là bạn học của con nói xong hắn lại ông mẫu thân đối với ba nữ sinh cười nói đây là mẹ ta chào gì ba cô gái chào hỏi ăn rồi ăn trong đó một cái mặt tròn nữ sinh tò mò nói không thể tưởng được đại học bá buổi tối không học tập dĩ nhiên đi ra bày sạp a à. lý cầm ở một bên vội vàng có chút lo lắng nhìn về phía từ thanh lại thấy từ thanh cười sang sảng nói đúng vậy trước tiên cảm thụ áp lực xã hội mới có thể quý trọng cuộc sống trường học không phải sao tối mai rảnh rỗi đến chỗ mẹ tôi nếm thử sủi cảo bà làm thật là thơm nghe được lời của từ thanh trong lòng lý cầm nhất định không khỏi cúi đầu bật cười ngược lại người làm mẹ như cô lại không bằng đứa bé tốt về sau có cơ hội chúng ta sẽ thường xuyên đến chiếu cố gì làm ăn đấy vì buổi tối mấy giờ xuất quán trong đám nữ sinh một nữ sinh đáng yêu đeo kính rộng vàng dừng chân hỏi lý cầm vội vàng nói sớm nhất là sáu giờ rưỡi muộn nhất là bảy giờ được rồi vậy tạm biệt gì từ thanh đi thôi nữ sinh đeo kính cười tủng tỉm khoát tay áo, kéo hai đồng bạn rời đi. Tạm biệt gì? Hai nữ sinh kia cũng tạm biệt theo. Hắc, không ngờ từ thanh con mẹ nó lại là người bày sạp. Khó trách học tập tốt như vậy. Nữ sinh mặt tròn thấp giọng nói một câu, sau đó quay đầu nhìn từ thanh đang bận rộn, biểu môi nói. Ngươi lời này nói, học tập tốt xấu cùng bày sạp có quan hệ gì, kính mắt nữ sinh nhúng nhúng mũi, véo nàng eo nhỏ một cái. À, mặt tròn nữ sinh kinh hô một tiếng, lập tức cười nói, "Triệu Thanh Đan, ngươi làm gì?" Một cái khác cao gầy nữ sinh cũng véo nàng một cái nói, "Ngươi có chút chê nghèo ái phú a." À? Nữ sinh mặt tròn lập tức cười phản kích cô, "Nào có, tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi." Chỉ có nữ sinh đeo kính kia, có chút thân thiết quay đầu nhìn Từ Thanh trong chợ đêm dần dần bị dòng người che khuất, mặt mang suy tư. "Thanh Đan, đi thôi." "Ai?" tới rồi. Trên quầy hàng. Có từ thanh gia nhập, công tác quét dọn đã gần kết thúc. Thanh tử, ba cô nương kia là bạn học của ngươi sao? Bộ dạng thật đẹp mắt. Ngươi chừng nào thì cho chúng ta đoạt về một người? Lý Cầm cười trêu ghẹo nói. Đang nói, một tiểu tử trẻ tuổi lưng đeo túi đầu đầy mồ hôi chạy tới. Ông chủ, còn sủi cảo không? Ngại quá, hôm nay bán nhanh, đã bán hết rồi. Được rồi, chờ tan tầm cái sủi cảo này, được rồi. Tiểu tử kia có chút tiếc nuối muốn rời đi. Lý cầm vội vàng nói. Ai, anh đẹp trai, hoặc là anh và dì thêm uy chát, tối mai dì để lại cho anh một phần sủi cảo. Tiểu tử kia lúc này cười nói. Được, cảm ơn dì, con thích ăn sủi cảo dì làm, cùng hương vị trong nhà giống nhau như đúc. Lý cầm vui vẻ ra mặt chào hỏi khách nhân. Chờ cho đến khi người đàn ông đi hả hỏi cậu thì sao mẫu thân lúc này mới quay đầu nhìn từ thanh hỏi từ thanh cười hắc hắc bây giờ còn chưa nghĩ tới chuyện này tôi đang trình báo cơ hội thực tập không có tâm tư quan tâm mấy chuyện này thực tập sớm làm gì chuyện trong nhà không cần cậu quan tâm chỗ bà nội cậu có tôi và anh trai cậu lý cầm dừng công việc trong tay lại ân cần nhìn về phía nhi tử từ thanh cắt ngang lời mẹ là đến cục phát triển cổ thực tập, cơ hội khó có được, sớm tiếp xúc với công tác khảo cổ, còn cũng có thể nâng cao kiến thức sớm hơn, không liên quan đến chuyện trong nhà. Thuần miệng nói dối loại chuyện này, hắn làm mặt không đỏ tim không đập. Được rồi, ta đề nghị ngươi vẫn là ở trong sân trường tìm cái đối tượng tốt nhất, lúc này nữ hài tử đơn thuần nhất, không có cái gì tâm tư khác, cũng biết rõ. Lý Cầm dễ dàng tin tưởng nhi tử, sau đó khẽ cười nói. Mẹ từ Thanh có chút không nói gì. Được rồi được rồi, ta không nói nữa, ngươi tự mình chú ý, có tốt liền lên a. À? Lý Cầm hé miệng cười. Từ Thanh cũng bất đắc dĩ cười. Biết rồi. Khi hai mẹ con về đến nhà, đã là 11 giờ rưỡi đêm. Anh trai em tối nay tăng ca không trở lại, em sớm một chút rửa mặt nghỉ ngơi, còn có mấy môn thi tới. Mẫu thân vừa vào cửa liền đẩy Từ Thanh vào nhà vệ sinh còn có một môn tông giáo học, đơn giản, ngươi không cần quan tâm, ngươi cũng sớm một chút rửa mặt nghỉ ngơi ha. Từ thanh vừa rửa mặt vừa nói. Ừ, ngươi chỉ cần hảo hảo học tập, chiếu cố tốt thân thể của mình là được, chuyện trong nhà không cần ngươi quan tâm, có mẹ đâu, biết không? Mẫu thân tựa vào cửa toilet, nhìn từ thanh cưng chiều nói. Mẹ, biết rồi từ thanh cúi đầu một bên xoa sữa rửa mặt, một bên mơ hồ nói. Lý Cầm lúc này mới mỉm cười, xoay người vào phòng bếp, cô còn phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngày mai. Đợi đến khi mẫu thân rời đi, Từ Thanh lúc này mới ngẩng đầu lên, lau khô mặt. Hắn nhìn mình trong gương rất lâu. Con nhất định sẽ không để mẹ cứ vất vả như vậy. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu đánh răng. Sau khi rửa mặt xong, Từ Thanh trở lại phòng, liền khóa trái cửa, lập tức khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Tuy rằng trước mắt hắn chỉ có luyện khí ba tầng trước công pháp, nhưng tu luyện không phải ngày một ngày hai. Cho nên hắn phải cần cù. Mười mấy phút sau. Từ thanh rốt cục tỉnh tâm lại, lâm vào trạng thái tu luyện nhập định. Đại đạo chi thủy là vì thái huyền. Ngày hôm sau. Từ thanh học ngôn ngữ cổ đại cả buổi sáng. Bởi vì kỹ năng cơ bản của anh ấy là ngôn ngữ buổi chiều này phải thi đến lúc đó lại là một số lượng lớn độ thuần thục hắn muốn tranh thủ trong thời gian hai ngày này đem môn kỹ năng này thăng cấp lên như vậy lại có thể đạt được một điểm kỹ năng điểm kỹ năng này lại có thể đi thăng cấp thái huyền ngưng khí quyết đây quả thực chính là tình yêu nuôi dưỡng chào buổi chiều từ thanh ở trường thi vẫn oai phong một cõi chưa đầy một giờ sau khi hoàn thành bài kiểm tra ngôn ngữ cổ đại hắn lại thu hoạch được một ít độ thuần thục mở cuộn giấy ra xem. Kỹ năng Ngôn ngữ LV2, 256, 344 còn lại từ thanh dự đoán học thêm 2 ngày nữa, viết hai thiên luận văn, hẳn là có thể trực tiếp thăng cấp. Càng kinh 10 phần Đợi đến khi cuộc thi lần này kết thúc, lấy thành tích của hắn, vọt vào top 3 chuyên ngành không thành vấn đề. Cứ như vậy, tư cách thực tập trước đó của hắn hẳn là có thể thông qua. Có tư cách thực tập trước thời hạn, tìm thư uyển từ thanh liền có thể vào cục phát triển cổ lam thành tham gia công tác khảo cổ cứ như vậy tốc độ tăng lên kỹ năng của hắn tất nhiên ở trên một bậc thang đồng thời còn có thể có tiền lương thực tập trợ cấp cho gia đình những chuyện này là từ thanh sáng sớm trước khi thi đã lên kế hoạch tốt sau khi hoàn thành cuộc thi từ thanh vẫn chưa trực tiếp rời khỏi trường thi đi bộ về ký túc xá mất nửa giờ hắn đang cần thời gian quét một vòng mắt thấy các bạn học còn đang múa bút thành văn cậu chán đến chết sửa sang lại suy nghĩ tu chân giả phun ra nuốt vào thiên địa linh lực hóa thành mình chính là tồn tại trong truyền thuyết từ thanh cũng không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự bị hắn nắm giữ xuyên qua trước tiên hiệp tiểu thuyết từ thanh cũng không phải chưa xem qua tự nhiên đối với loại tu chân giả ngự kiếm bay lên không dời núi lấp biển cực kỳ hướng tới nhưng hắn cũng không có một mực lâm vào kinh hỷ không cách nào tự kiềm chế, mà là tự hỏi lên về tu chân văn minh sự tình. Thân là sinh viên chuyên ngành khảo cổ học, từ thành đối với lịch sử của thế giới đại hạ hiện nay anh vẫn có chút hiểu biết. Vô luận là lịch sử hay là hiện thực, hắn chưa bao giờ nghe nói qua về tu chân bất cứ chuyện gì. Thế giới này ngược lại là có đạo giáo, nhưng hoàn toàn chỉ là cái tôn giáo, thậm chí ngay cả bất luận cái gì truyền thuyết đều không có. Nhưng năng lực vạn cổ nhất tố của hắn, những nền văn minh thượng cổ đã trải qua trước đó đều đã từng tồn tại trong lịch sử đại hạ. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác tu chân văn minh, bao gồm cái gọi là Thái Huyền môn, hắn lại chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai? Vạn cổ nhất tố tái hiện cảnh tượng, không nhất định đều là tồn tại qua lịch sử. Từ thanh lắc đầu, viết xuống hai từ trên giấy nháp. Tu chân giả Tu chân văn minh Chương 7 Chỉ có thể bật hát Sách cổ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Văn minh tu chân có từng tồn tại hay không, cần đi tìm nghiệm chứng, cần thời gian và chứng cứ Nhưng ta hiện tại có thể tu hành, cũng là chân chính nghiệm chứng sự tình Bởi vậy văn minh tu chân đại khái là tồn tại, nhưng bởi vì không biết nguyên nhân gì mà biến mất Từ thanh dừng một chút, lại có một phỏng đoán có lẽ dấu vết tồn tại của văn minh tu chân là bị người che giấu dấu vết tồn tại dù sao loại lực lượng này quá mức siêu phàm hắn đem bốn chữ tu chân văn minh đánh một dấu chấm hỏi lập tức đem lực chú ý đặt ở trên ba chữ tu chân giả tu chân giả lấy linh lực làm cơ sở ngoại trừ chủ tu linh lực ra còn có thể thi pháp thuật vẽ phù triện luyện đan dược đúc pháp khí bởi vậy trọng điểm tiếp theo của ta hẳn là cố gắng tăng tu vi tận lực tăng cảnh giới thái huyền ngưng khí quyết. Tu vi đi lên, tinh lực của con người cũng sẽ tăng lên, có thể có nhiều thời gian hơn dùng để tăng lên kỹ năng chuyên nghiệp, vì ngày sau tiến vào cổ phát cục thực tập làm chuẩn bị đầy đủ hơn. Liếc mắt nhìn thời gian, khoảng cách cuộc thi kết thúc còn có hơn 40 phút. Từ thanh dứt khoát ở trường thi tu luyện Thái Huyền ngưng khí quyết. Tu luyện cũng không phải nhất định phải khoanh chân, chủ yếu lấy trạng thái tĩnh tâm đều có thể. Cho nên, hắn chỉ ngồi đó thoạt nhìn tự như nhắm mắt dưỡng thần từ thanh lâm vào trạng thái tu luyện trên cổ quyển cũng bắt đầu xuất hiện nhắc nhở mới trải qua khắc khổ tu luyện chức nghiệp tu chân giả của ngươi đạt được độ thuần thục tăng lên trải qua khắc khổ tu luyện kỹ năng của ngươi thái huyền ngưng khí quyết đạt được độ thuần thục tăng lên đắm chìm không biết năm tháng đinh theo tiếng chuông kết thúc cuộc thi vang lên từ thanh từ trong trạng thái nhập định tỉnh táo lại chỉ cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần sảng khoái. Nhưng các bạn học lại không ngẩng đầu lên, còn múa bút thành văn. Dừng. Cuộc thi kết thúc. Tôi xem ai còn nằm sắp viết nữa, sẽ trực tiếp phán cậu trượt. Theo giám thị lão sư một tiếng quát khẽ, trong phòng học các học sinh lúc này mới kêu trên nộp bài thi. Từ thanh cười một tiếng, sau khi tốt nghiệp vài năm, hôm nay lại đến trường thi, cậu vẫn cảm thấy một màn này thú vị. Có lẽ... Đây chính là tuổi trẻ đi. Thanh tử, thi xong buổi tối đi chúc mừng a. À. Lý Hạo hiển nhiên là chép xong, vừa nộp bài thi, liền ôm từ thanh hưng phấn đi ra ngoài. Buổi tối ba bận, không rảnh, con gọi Dương ca đi đi. Từ Thanh cười từ chối. Khảo, hắn buổi tối cũng muốn huấn luyện, lập tức muốn võ giả khảo hạch, ngươi cũng buổi tối phải bận rộn. Được được được, bận, đều bận, bận một chút thì tốt. Lý Hạo âm dương quái dị nói. Từ thanh liếc mắt một cái. Ít hắn meo meo ở đây giả bộ tổ trống lão nhân, đêm nay mấy cái mùi tử. Bốn. Đều là cực phẩm. Lý Hạo ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc nói, có đi hay không? Bận, phải kiếm tiền. Từ thanh một lời từ chối. Được, vậy tôi tự sướng, có việc gì anh mở miệng. Lý Hạo hất từ thanh ra, đi thẳng đến chỗ hoa khôi lớp còn chưa đi xa. Từ thanh lắc đầu cười, xoay người đi ra ngoài trường. Người này, mặc dù là cái phú nhị đại, nhưng cũng không ở trước mặt mình khoe khoang gia sản. Ngoại trừ thích chơi thích tiêu tiền, trên thực tế là một gia hỏa cũng không tệ lắm. Từ sau khi nhà từ thanh xảy ra chuyện, Lý Hạo chưa bao giờ chủ động nói muốn trợ giúp từ thanh các loại. Mỗi lần đều chỉ nói một câu, có việc gì anh mở miệng. Ngày lễ ngày Tết, người này cùng đảng dương tất nhiên sẽ mang theo một đống đồ đến nhà thăm mình. Sau đó lại chạy đến bệnh viện thăm bà nội. Từ thanh biết, hai bạn bè là đang dùng phương thức của mình quan tâm mình, chiếu cố tôn nghiêm của mình. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự có chuyện, cũng tuyệt sẽ không vì mặt mũi gì đó không đi tìm huynh để hỗ trợ. Suy nghĩ nhiều vô ích. Về nhà. Từ thanh hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trạm xe buýt. Kể từ khi bắt đầu sử dụng quan gu tu vào buổi tối, anh ấy đã không ở lại ký túc xá qua đêm. Hắn luôn cảm thấy không an toàn. Sau khi về đến nhà, cũng vừa mới qua 6 giờ rưỡi. Từ thanh liền trực tiếp từ phòng bếp đem cơm tối mẹ để lại hâm nóng một chút. Từ sau khi mở khóa công pháp tu chân, từ thanh phát giác lượng cơm ăn mỗi ngày của mình trở nên gấp đôi trước kia. Mỗi lần ngay cả phần mẹ để lại cho anh trai cũng cùng ăn. Cũng may buổi tối sau khi tan tầm lão ca ăn rất ít, cho nên từ thanh không hề có gánh nặng tâm lý. Ăn đơn giản xong liền mở máy tính bắt đầu viết luận văn. Để trợ cấp cho gia đình, ban ngày sau khi tan ca, buổi tối mẹ sẽ ra ngoài bày sạp bán sủi cảo. Vốn là hắn muốn buổi tối trở về giúp mẫu thân bày sạp. Nhưng sau khi tính toán thu nhập viết hộ luận văn, anh liền bỏ cuộc. Lợi ích lớn nhất mới có thể giúp mẫu thân thật sự giảm bớt gánh nặng. Lúc này, không thể xử trí theo cảm tính. 7 giờ rưỡi tối. Lên ken. Từ Thanh nhận được tin tức của lão ca. Tối nay tăng ca, con đi đón mẹ, đừng quên. Hô. Từ Thanh hít sâu một hơi, lắc đầu, ngưng tụ lực chú ý. Mọi người đều đang cố gắng, hắn không thể rơi xuống. Trải qua khắc khổ học tập, kỹ năng ngôn ngữ học của ngươi đạt được độ thuần thục tăng lên. Trải qua khắc khổ học tập chuyên nghiệp khảo cổ học sinh của ngươi đạt được độ thuần thục tăng lên. Trải qua. Một giờ nữa. Từ thanh đứng dậy bắt đầu hoạt động thân thể. Ngồi lâu không có lợi. Lao giật kết hợp mới là chính đạo. Nghỉ ngơi một hồi, anh tiếp tục tập trung viết luận văn. Cho đến khi hoàn thành một luận văn về ngôn ngữ cổ đại. Từ thanh nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ rưỡi tối rồi. Trải qua khắc khổ học tập, kỹ năng ngôn ngữ học của ngươi đạt được đẳng cấp tăng lên tới LV3. Chúc mừng ngươi. Ngươi đạt được một điểm kỹ năng. duỗi lưng một cái, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Qua một thời gian nữa, đẳng cấp nghề nghiệp của sinh viên khảo cổ sẽ tăng lên LV4. Chắc là đợi đến lúc đó năng lực chuyên môn của tôi sẽ mạnh hơn, đơn xin thực tập của cục phát triển cổ hẳn là sẽ có hy vọng thông qua. Từ thanh xoa xoa đôi mắt có chút chua xót đứng dậy ngồi ở trên giường. Hy vọng thành tích thi lần này sẽ làm cho thầy giáo hiểu được, học tập ở trường đã không thể thỏa mãn em. Vương nghĩ tới có thể vào cuộc khai cuộc di chỉ văn minh cổ thực tập, lập tức có thể lĩnh tiền lương thực tập giúp gia đình giảm bớt gánh nặng, từ thanh liền tràn đầy sức lực. Từ thanh hít sâu một hơi. Đến lúc đó, mẹ cũng không cần mỗi ngày bày sạp đến muộn như vậy. Xác định mục tiêu về sau, hắn lúc này mới đem lực chú ý đặt ở chính mình đang điền có lẽ có thể thử một chút tăng lên thái huyền ngưng khí quyết. Nghĩ đến hắn liền làm. Sau khi giảng người ra, Từ Thanh ngồi ở trên giường. Bấm quyết, trong lòng yên lặng vận chuyển thái huyền ngưng khí quyết. Nhưng mà cùng cảm thụ trong truyền công đại điện bất đồng. Ngồi ở trên giường, Từ Thanh chỉ cảm thấy rất khó ngưng tụ lực chú ý. Ngược lại không bằng cảm giác ở trường thi. Mất khoảng 15 phút, hắn mới thật sự tĩnh tâm lại. Nhưng hắn ở bốn phía không cảm nhận được chút linh khí nào. Lại dặn co trọn vẹn 10 phút, cuối cùng mới bắt được một tia linh lực yếu ớt. Linh khí thật mỏng manh. Từ Thanh có chút im lặng. Tu luyện cần chú ý linh sơn phúc địa không phải là không có nguyên nhân. Xem ra, chỉ có thể mở treo cổ quyển. Từ Thanh tâm niệm vừa động, cổ quyển chậm rãi hiện lên. Hắn đem lực chú ý ngưng tụ ở Thái Huyền ngưng khí quyết trên tìm thư uyển v đúc v đúc v đúc giao su xuyên Còn sau đó mặc niệm thêm điểm ông linh khí quanh thân từ thanh một trận chấn động linh khí vốn nhỏ như sợi tóc trong thân thể bỗng nhiên một trận dao động từ trong không gian chung quanh hội tụ một vòng linh lực nồng đậm xông vào trong cơ thể từ thanh cổ linh khí yếu ớt kia lập tức lớn mạnh vài phần biến thành ước chừng 10 sợi tóc to nhỏ mà cùng lúc đó, một ít kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ hệ thống cũng theo đó tiến vào đại não Từ Thanh. Chúc mừng ngươi thành công đem Thái Huyền Ngưng Khí quyết tăng lên tới LV2. Từ Thanh trong lòng vui vẻ. Cổ quyển. Tên: Từ Thanh, tuổi: 20, nghề nghiệp 1: Sinh viên khảo cổ LV3, 250, 400, chức nghiệp 2: Tu chân giả LV1, 55, 200, Thiên Phú thần thông. Vô kỹ năng Thái huyền ngưng khí quyết LV2, 15, 300, điểm kỹ năng có thể dùng. Không. Nói cách khác, ta hiện tại là tu sĩ luyện khí tầng 2. Bất quá độ thuần thuộc công pháp này tăng cũng quá chậm. Từ thanh cười phun tạo một câu, lập tức lực chú ý rất nhanh đã bị linh lực lớn mạnh trong cơ thể hấp dẫn. Hắn một bên vận chuyển linh lực trong cơ thể, một bên vận chuyển công pháp điều động linh lực du tẩu quanh thân vững chắc tu vi. Rất nhanh liền lâm vào trong định tọa. Trải qua khắc khổ tu luyện, chức nghiệp tu chân giả của ngươi đạt được độ thuần thục tăng lên. Trải qua. Tích tích. Tích tích. Bá. Một khắc nào đó, từ thanh từ trong nhập định tỉnh táo lại. Vừa nhìn đồng hồ điện tử trên tường, trong nháy mắt cả kinh. Đã 10 giờ rưỡi tối rồi. Chương 08 nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhớ lại một chút, trước khi mình tu luyện mới vừa 9 giờ rưỡi. Một cái nhập định này, liền trực tiếp đi qua một giờ. Nhưng hắn lại cảm thấy dường như chỉ mới qua vài phút đồng hồ. Hắn từ trên giường nhảy dựng lên, không chút cảm thấy hai chân cứng nhắc, thậm chí cảm thấy mình thân nhẹ thể kiện, ngay cả trạng thái tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Trực tiếp mặc áo khoác đi ra ngoài, từ thanh nói thầm thiếu chút nữa bỏ lỡ thời gian đón mẹ. Sau đó mới mặc quần áo tử tế chạy xuống lầu. Sau khi đón mẹ về, Từ Thanh lại len lén học tập 2 giờ. Thẳng đến một giờ đêm mới lặng lẽ ngủ. Một đêm không nói gì. Sáng sớm hôm sau. Đinh đinh. Đương đương. Chiếc đũa kim loại nhẹ nhàng chạm vào bát sứ, phát ra âm thanh nhẹ nhàng mà dễ nghe, khiến cho phòng ăn tràn ngập không khí cuộc sống. Hu hu hu. Từ thanh bưng cháo thịt nạc trứng muối, dùng đũa nhanh chóng bào vài cái, liền nuốt xuống. Sau đó, hắn xé mở trong tay ba quả trứng gà vỏ, một hơi toàn bộ nhét vào trong miệng ra sức nhai. Bộ dáng lang thôn hổ yết kia, mẹ nhìn bên cạnh liên tục nhíu mày. Ăn chậm một chút. Chậm một chút. Thời gian còn sớm mà. Cuộc thi 8 giờ rưỡi mới bắt đầu. Ánh mặt trời màu vàng chiếu vào phòng ăn, chiếu vào cả người ấm áp tối hôm qua ngủ muộn học tập không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của Từ Thanh. Tinh thần của hắn so với lúc trước còn tốt hơn. Hiệu quả của Thái Huyền ngưng khí quyết thật sự khiến Từ Thanh rất hài lòng. Mẹ, mẹ không cần lo cho nó, đã 20 tuổi rồi, bản thân không khống chế thời gian cho tốt, nghẹn cũng đáng đời. Bên cạnh bàn, một thanh niên cao gầy mặc áo sơ mi trắng, trên vai chọn âu phục vừa tao nhã ăn cháo, vừa dùng một tay lật xem điện thoại di động trong tay tuy rằng ăn mặc đơn bạc nhưng vẫn có thể từ dưới áo sơ mi nhìn thấy dáng người thanh niên tinh kiện bộ dạng của hắn cùng từ thanh có bảy tám phần tương tự anh anh mặc quần áo vào trước rồi nói chuyện với em từ thanh cười rút ra một tờ khăn giấy lau miệng đứng dậy đi vào phòng bếp mẹ con đi đây buổi tối gặp anh chuyện tối nay anh đừng quên anh nhanh chóng lẻn vào bếp đặt bát trong hồ bơi dùng bọt nước đắp lên sau đó mới trở về phòng khách, sách cặp sách lên, nhanh chóng lao xuống lầu. năm phút nữa, trước trạm xe buýt, từ thanh một bên thở hỗn hển, một bên xông lên xe buýt đã muốn xuất phát. lên xe, quét mã, lúc này anh mới cảm kích nhìn về phía tài xế. cảm ơn tài xế, buổi sáng đã ngủ rồi. sư phụ cười lắc đầu, lập tức chuyên tâm lái xe. ngồi ở chỗ ngồi. Từ thanh từ trên người lấy ra một cái hộp hình tròn màu đen to bằng bàn tay. Từ đó lấy ra một mảnh miếng dán màu bạc dán lên huyệt thái dương, lúc này hai mắt hắn mới ngưng tụ, vươn tay nhẹ nhàng click vào không khí trước mặt. Hành khách bên cạnh thấy bộ dáng anh như thế, nhưng không ai cảm thấy kỳ quái. Thậm chí không ít người giống như từ thanh, cũng dán nguyên phiến màu bạc lên huyệt thái dương. Nhấp vào thứ gì đó trong không khí như một kẻ tâm thần đây chính là máy truyền tin giả định trí năng hiện giờ công nghệ mới tập hợp các chức năng như máy tính và điện thoại di động cũng là phần thưởng mà từ thanh giành được trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường nếu là từ góc nhìn của từ thanh nhìn lại chỉ thấy một màn hình hư ảo đang xuất hiện trước mắt hắn theo ngón tay của hắn nhảy lên một hàng văn tự nhanh chóng bị ghi lại nghe vậy quá hư có thể lấy được chu toàn vận hành chu thiên sau đó là cái gì tới À, chú Mạch Thông Huyền. Viết một hồi, hắn gãi gãi đầu, nhắm mắt lại suy tư nói. Trí nhớ tốt không bằng đầu bút nát, vẫn là đem công pháp ghi chép lại tốt hơn, phòng ngừa quên hoặc là bỏ sót. Dừng một chút, hắn lại lật xem một chút phần mềm tài liệu trong máy truyền tin. Còn có bốn thiên luận văn muốn viết, làm xong về sau, hẳn là có thể lại kiếm hai ngàn đồng tiền, cộng thêm hai ngày trước phát xuống học viện học bổng, tổng cộng sáu ngàn. Không biết bà nội tháng sau tiền chữa bệnh mẹ định làm cái gì bây giờ, có số tiền này, hẳn là đủ rồi chứ. Từ thanh hít sâu một hơi, không suy nghĩ nhiều nữa. Mở tài liệu ra bắt đầu giúp mấy vị học trưởng viết luận văn. Kể từ khi cha mất tích một năm trước, gánh nặng gia đình đã đặt lên vai mẹ. Ngoài trừ chi tiêu hàng ngày cộng thêm học phí của hắn, bà nội từ thanh còn là một loại bệnh nhân huyết dịch tương đối phiền toái. Chi phí điều trị mỗi tháng là rất lớn. Trong nhà tuy rằng còn có một cô, nhưng cô chỉ là công nhân bình thường. Ngoại trừ có thể chăm sóc bà nội nhiều hơn một chút, chuyện tiền chữa bệnh cho tới bây giờ đều là mẹ và anh trai gánh vác. Mà ca ca nguyên bản còn một lòng muốn học võ, cùng phụ thân giống nhau trở thành một gã võ giả. Nhưng sau khi xảy ra chuyện ở nhà, anh liền nghỉ huấn luyện, tìm một công việc chia sẻ gánh nặng với mẹ. Dù sao, võ đạo chính là thôn kim thú. Võ giả tuy rằng nổi tiếng, nhưng đó là võ giả trung cao giai võ giả đê giai cho tới bây giờ đều chỉ có dùng tiền tăng lên một đường muốn kiếm tiền ít nhất phải trung giai trở lên mới được nghèo văn phú võ từ xưa đã như thế từ thanh biết ca ca tựa hồ đang vụng trộm tập võ bất quá hắn vẫn chưa vạch trần bởi vì hắn hiểu được trong lòng ca ca không cam lòng còn mẹ thì sao thân là một thành phần tri thức trong văn phòng tan ca lại còn phải đi chợ đêm bày sạp trợ cấp gia đình. Từ thanh hiểu rất rõ mẫu thân không dễ dàng. Đây là bất chấp bao nhiêu dũng khí mới có thể đi làm như vậy. Cho nên, sau khi hắn làm tốt chuyện của mình, có thể giúp nhiều một chút thì phải giúp nhiều một chút. Đứa nhỏ này, lúc nào cũng sốt ruột, giống như hồi nhỏ. Mẫu thân Lý cầm vừa lau bàn, vừa cười nói. Thanh niên cao gầy ngồi đối diện lúc này mới buông di động xuống, nhìn mẹ cười nói mẹ, lần sau đừng gọi nó rời giường, để nó ngủ quên, trí nhớ thật dài. Mẫu thân trừng mắt liếc hắn một cái. Con và em trai con giống nhau, càng phải làm bộ bình tĩnh, con có bản lĩnh một hồi đừng chạy. Ha ha ha, từ phong buông bát, liếm liếm môi, vẻ mặt thỏa mãn, ta sáng nay không cần đi quá sớm, tối hôm qua tăng ca, có thể đến muộn. Lúc này Lý Cầm mới tiến lên xoa xoa mái tóc rối bời của con trai khi nào con dọn dẹp lại, mẹ cho con một cô gái, tan tầm đi gặp. Không rảnh, tìm Thư Uyển hôm nay đến phiên tôi đi cục vũ điều, đổi thời gian đi. Từ phong khoát tay áo, đứng dậy hướng toilet đi đến, bắt đầu chỉnh lại áo mũ. Nghe nói như thế, Lý cầm sắc mặt tối sầm, một bên thu dọn bàn ăn, một bên thở dài nói. Ai, cũng một năm rồi, hai huynh để các ngươi luôn lãng phí thời gian đi làm chuyện vô dụng này. Đêm nay ngươi đừng đi, Tin tức nên tới sẽ tới, không có tin tức, người chính là mỗi ngày đi lại có ích lợi gì. Từ Phong lắc đầu. "Mẹ, việc này mẹ không quan tâm, cha nhất định không có việc gì." Mất tích không phải tử vong, cục điều tra Vũ Trang nếu không có hạ phán quyết thư, vậy nhất định còn có hy vọng sống sót. Hố trời cũng không phải tuyệt địa, hắn không có việc gì. Cuối cùng, hắn lại nói: "Đây là giao ước giữa ta và Thanh Tử, chúng ta sẽ không từ bỏ." Lý Cầm không nói nữa, hốc mắt ửng đỏ, cúi đầu lặng lẽ lau bàn. Không lâu sau, một đôi bàn tay to hữu lực từ phía sau ông lấy cô. Mẹ, mẹ không cần lo lắng cho chúng con, đây cũng là suy nghĩ của con và em trai. Lý Cầm khẽ gật đầu, xoay người ông con trai, cười nói. Được rồi, thu dọn xong thì đi làm đi, thời gian trên đường dư giả một chút, tóm lại là ổn thỏa. Từ phong lau đi mẫu thân khóe mắt nước mắt, cười nói vậy ngươi đêm nay cũng đừng đi bày sạp chờ ta trở về chúng ta cùng nhau ăn cơm tôi lập tức phát lương tiền chữa bệnh tháng này của bà nội tôi sẽ trả một phần con nên bận cái gì bận cái đó lý cầm khuỷu tay một cái nhi tử ta nhàn rỗi cũng không có việc gì nhân sủi cảo đều làm xong không ra sạp nhiều nhân sủi cảo như vậy con ăn hơn nữa chuyện của bà nội ngươi không cần ngươi quan tâm ta còn chưa chết đâu được 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 ngươi nói tính từ phong không hề cùng mẫu thân tranh luận. Chương 09 Hệ hoa gia sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi đến trường, chuyện thi cử tự nhiên không cần nhiều lời. Từ thanh vẫn thoải mái thông qua, tăng độ thuần thục. Tuy nhiên, kỳ thi tôn giáo học rất khó, hơn nữa còn có rất nhiều đề. Lần này vì cam đoan lý hạo không rất khoa, từ thanh chỉ có thể cùng hắn chiến đến cuối cùng. Chờ tiếng chung thi vang lên, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mệt mỏi. Nghĩa phụ, vất vả rồi. Lý Hạo vừa xoa bóp bả vai cho Từ Thanh, vừa cười làm lành nói. Khóe miệng Từ Thanh nhếch lên, nhắm mắt dưỡng thần, rất là hưởng thụ. Đúng lúc này. ạ à, Từ Thanh, có rảnh không? Có chuyện ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Một đạo thanh âm giòn tan ở một bên vang lên. Triệu đại mỹ nữ ngươi tìm con ta làm gì? Lý Hạo lúc này vẻ mặt tò mò hỏi. Từ thanh trở tay chính là một khuỷu tay. Lý Hạo ai u một tiếng ông bụng ngồi sổng xuống, đối với từ thanh nháy mắt ra hiệu nói. Vậy được, các ngươi trò chuyện, ta rút lui trước. Sau đó nhấc cặp sách lên bỏ chạy. Từ thanh hừ cười một tiếng, lúc này mới nhìn về phía trước mắt mang theo kính mắt, vẻ mặt điềm đạm nho nhã triệu thanh đang. Xin lỗi, khuyển tử có chút thô lỗ, hy vọng không có kinh hách đến ngươi chuyện gì triệu thanh đang che miệng muốn cười lại ngượng ngùng cười do dự một hồi mới quanh co nói ta ta muốn mời ngươi giúp ta bổ túc một chút tông giáo học ta rất nhiều đề cũng không biết nếu như cậu có thể giúp tôi đem đề thi lần này nói một chút vậy thì tốt nhất hai người trao đổi lập tức khiến cho không ít bạn học còn chưa đi chú ý dù sao dáng người triệu thanh đang ở khoa khảo cổ cũng coi như là cao cấp nhất mặc dù là một đầu tóc ngắn nhưng cực kỳ thanh thuần thuộc nữ được không ít nam sinh theo đuổi mắt thấy có ánh mắt khác thường từ thanh lúc này nhướng mày ạ à, không phải tôi không giúp cậu chỉ là gần đây bận quá không rảnh xin lỗi nói xong liền muốn đứng dậy nhưng triệu thanh đang lại đột nhiên kéo lấy cánh tay từ thanh có bồi thường có bồi thường từ thanh nhất thời sửng sốt lập tức đỏ mặt vẻ mặt khiếp sợ nhìn Triệu Thanh đang gãi đầu nói. Cái kia, không tốt lắm đâu. Này! Triệu Thanh đang lúc này vẻ mặt giận dữ một quyền nện vào thắt lưng của hắn, ngươi muốn đi đâu? Từ Thanh lúc này mới cười hắc hắc. Tôi thật không rảnh, chỉ đùa một chút đừng để ý, tôi là hạ thủ. Triệu Thanh đang lường hắn một cái. Một môn 500 đồng. Từ Thanh trong nháy mắt thần sắc nghiêm túc. Thời gian, địa điểm, Ngươi định không đến nhà ngươi? Triệu Thanh đang lúc này sửng sốt. Vì sao không đến nhà ta? Từ Thanh nghĩ chính ngôn từ nói. Nói trước đi, không phải anh không được, là anh sợ cha mẹ em hiểu lầm. Ôi, lại một cú đấm nữa. Nhà ăn. Triệu Thanh đang cắn răng nói. Ai? Được rồi, bây giờ đi thế nào? Từ Thanh trong nháy mắt khôi phục cật nhã. Cô Trừng mắt nói không phải anh không có thời gian sao? Lỗ Tấn từng nói, thời gian tựa như nước trong bọc biển, chỉ cần ngươi nguyện ý chen chút, nó liền có. Từ Thanh đứng dậy đi ra ngoài, thuận tiện tiếp nhận túi sách trong tay Triệu Thanh đang. Lỗ Tấn từng nói lời này. Hẳn là vậy. Anh lấy túi của tôi làm gì? Đây là dịch vụ giao hàng. Bảy giờ rưỡi tối. Len Ken. Từ Thanh đang viết luận văn nhận được tin tức của lão ca. Tôi đến cục điều tra võ thuật, vẫn không có tin tức của ba, trở về tăng ca. Từ thanh trả lời một câu. Vất vả, cố gắng lên. Sau đó, anh không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung vào công việc. Một màn này, mỗi tuần đều sẽ phát sinh vài lần. Mỗi tuần hắn đều sẽ cùng lão ca sẽ luân phiên đi cục điều tra vũ khí hỏi thăm tin tức mới nhất về cha. Hắn cũng quen với việc không có tin tức. Hai người đều biết kỳ thật mẫu thân quan tâm chuyện này hơn bọn họ. Nhưng bởi vì trọng trách trong nhà, nàng không thể không đè xuống thương tâm của mình, biến thành một nữ cường nhân. Giả vờ như không còn quan tâm đến nơi ở của cha mình nữa. Lại viết ước chừng hơn một giờ, từ thanh lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Mở ra trí năng máy truyền tin, nhìn thấy bên trong số dư, hắn nở nụ cười. Ba môn học, một ngàn năm tới tây, cái này so với viết luận văn còn sảng khoái hơn, Nhà đầu kia thật sự là người ngốc nhiều tiền A. À. Tổng cộng 6 môn, xuống dưới chính là 3.000 khối. hắc Đáng tiếc qua lần này sẽ không có lần sau. Cơ sở của cô ấy cũng rất tốt, chỉ là đầu óc hơi cứng một chút. Vương nghĩ tới chuyện buổi chiều dạy thêm cho Triệu Thanh Đan, từ Thanh cũng có chút mừng rỡ. Nếu có thể mỗi ngày kiếm tiền như vậy thì tốt rồi, cũng không thấy đại học có lớp bổ túc gì. T có lẽ trước kỳ thi tiếp theo có thể thử mở một lớp bổ túc trong khoa. Chủ đề chính là bổ sung tạm thời, áp đề, điểm cao, tôi không tin không có ai. Vui vẻ đến tiền. Từ thanh mặt quần áo tử tế, xuống lầu đi siêu thị một chuyến. Gần đây anh trai luôn tăng ca, mẹ vất vả như vậy, nên bổ sung một chút. Hắn cắn răng mua chút giá gà tươi, 5 cân củ cải đỏ, 3 cân củ cải trắng, một chút hoàng kỳ, một cây nhân sâm nhỏ 10 đồng tổng cộng tốn 28 đồng. Những thứ này hầm thành canh, ít nhất có thể uống hai bữa. Lúc trả tiền, Từ Thanh vốn định đi chợ một chuyến xem có món gì có thể chuẩn bị ngày mai cùng ăn hay không. Kết quả chợt nghe thấy hai bác gái xếp hàng trả tiền đang thảo luận về vụ án mạng. Thiên kiêu lộ ngày hôm qua cũng xảy ra một vụ án, cùng tây khu cái kia mất tích án giống nhau như đúc, cũng là cuối cùng điều tra ra là xích xiền rắn cắn. A, à, vật quỷ kia còn không có bắt được sao? sao lại chạy trốn đến phương Bắc chúng ta? Ai, ta gần đây cũng không dám để cho đại tôn tử nhà ta buổi tối ra ngoài, gần đây vừa là già làm giáo vừa là xích xích xà, bên ngoài có chút loạn. Yên tâm đi, không được vài ngày, thành phòng cục liền có thể đem đồ chơi kia bắt được, những này một mình nuôi dưỡng hố trời quái vật ngốc tử thật đúng là nhiều. Ai nói không phải a, à, ngươi nuôi cái mèo nhỏ chó nhỏ, có chuyện gì? Nhất định phải nuôi loại này nguy hiểm đồ vật. Từ thanh nhíu nhíu mày, hủy bỏ dự định đi chợ. Sau khi về nhà, dùng nước lạnh và hành gừng sao chép giá gà, ném củ cải đỏ đã thái sẵn vào nồi cơm điện. Thêm nước và một ít hạt tiêu trắng, không có muối. Sau khi nhấn nút, nấu canh, từ thanh liền tiếp tục viết luận văn. Tìm thư uyển www.giaosusun.com không đến một giờ, tiếng nồi cơm điện vang lên liền nhắc nhở từ thanh. Mở nồi cơm điện ra, từ thanh nếm thử miếng thịt trên giá gà, rất non. Quả nhiên, vẫn không thể cho muối vào trước. Sau đó hắn đem canh hơi làm gia vị, lúc này mới tiếp tục bỏ vào trong nồi giữ ấm. Mười giờ rưỡi tối. Từ thanh đúng giờ ra cửa, trong tay lại có thêm một hộp giữ ấm và một cây gậy leo núi. Gậy gộc, tự nhiên là phòng rắn. Thế giới này, vị này đi tới hố trời chiến trường phụ thân hắn tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm cũng rất nhanh mất tích nhưng ở trong trí nhớ của hắn phụ thân vẫn là nói qua về những sinh vật hố trời kia mức độ nguy hiểm đương nhiên là làm trò cười dù sao hố trời sinh vật đã thật lâu không có tại nhân loại đô thị bên trong xuất hiện qua tin tức đưa tin chỉ sợ cũng là tin đồn vô căn cứ hắn vẫn có chút lo lắng cho mẫu thân nhưng mẹ nói gì cũng không muốn dọn quán sớm một chút cho nên hắn có thể làm chính là tận lực sớm một chút đi đón mẫu thân bảo đảm mẫu thân buổi tối trên đường trở về an toàn. Về phần ban ngày khi xuất quán, khoảng thời gian đó hẳn là an toàn. Từ sau khi tu luyện Thái Huyền ngưng khí quyết, phản ứng của hắn tăng lên rất lớn. Sức mạnh và tốc độ cũng vậy. Mặc dù không có trải qua hệ thống tính huấn luyện, nhưng từ nhỏ tại có hai cái võ giả trong gia đình. Mưa dầm thấm đất, hắn cũng nắm giữ một ít kỹ xảo chiến đấu cơ bản. Bảo vệ mẹ không thành vấn đề uống canh con trai nấu, mẹ có vẻ rất vui vẻ. Miệng nói thẳng tay lạnh tim không lạnh. Nụ cười trên mặt từ thanh không hề biến mất. Cho dù có thể vì mẫu thân làm nhiều một chút chuyện, hắn cũng cảm thấy đáng giá. Chương 10 Mới mộng cảnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đúng giờ đón mẹ về. Từ thanh để lại canh cho ca ca, gửi tin nhắn, lúc này mới nằm lên giường. Không giờ không hai phút. Từ thanh bình tĩnh nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà. Đêm nay hy vọng có thể ở trong mộng thu thập đến sau đó tu luyện công pháp. Dù sau này mộng cũng không thể vẫn là ký danh đệ tử A. Thiên phú thần thông vạn cổ nhất tố. Không lâu sau, ý thức từ thanh trở nên mơ hồ. Đùng đùng. Một đoàn lửa trại đỏ bừng giống như một con tinh linh màu đỏ. Trong bầu trời đêm không ngừng rung động, bốc lên từng đống lửa theo ngọn lửa bốc lên. Từ sáng ngời biến thành đỏ sậm, cuối cùng mất đi trong bóng tối. Bốp bóp bốp. Thanh âm củi nổ vang, khiến cho bóng đêm vốn yên tĩnh có thêm một chút sinh cơ. Bên đống lửa. Ngồi vây quanh tám thân ảnh dáng người khác nhau. Bọn họ mặc trường bào màu đen cổ kỳ quái, tất cả đều khoanh chân mà ngồi. Đàn ông và phụ nữ đều có. Bốn phía một mảnh đen kịt, không khí bên đóng lửa có chút nghiêm túc. Hư hư hư. chít chiếc. Không ngừng có tiếng côn trùng kêu vang lên trong bóng tối chung quanh. Lửa trại lay động quang ảnh đem thân ảnh tám người phóng vào trong rừng cây phía sau. Giống như quỷ ảnh giữ tận mà phiêu hốt. Tám người cơ hồ đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có một thanh niên mặt trắng dáng người gầy gò lúc này đang cẩn thận quan sát hoàn cảnh bốn phía cùng người bên cạnh. Trong mắt hắn lóe ra vẻ suy tư đây là mộng cảnh mới ai xem ra không có cách nào tiếp tục từ truyền công trưởng lão nơi đó sưu tập công pháp bất quá cũng may giấc mộng này tựa hồ vẫn là thái huyền môn thời kỳ ít nhất những người này đều mặc thái huyền môn nhân quần áo những người này xong đời tất cả đều không nhận ra xem ra mấy lần đầu tiên trong mơ phải nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức của bọn họ thanh niên chính là từ thanh mỗi giấc mơ mà vạn cổ nhất tố tiến vào đều sẽ kéo dài một thời gian nhưng thời gian duy trì giấc mơ này lại có dài có ngắn. Từ trong mộng cảnh trước kia, từ thanh đại khái sợ được một ít quy luật. Chỉ có hoàn thành một số, mục tiêu, trong mộng, mộng cảnh mới có thể thay đổi. Nếu không, trong một khoảng thời gian tương đối, mộng cảnh đều sẽ không ngừng lặp lại. Mà trước một cái mộng cảnh hiển nhiên là bởi vì hắn đột phá đến luyện khí tầng một thành công nhập môn mà kết thúc. Dù sao, cái kia mộng cảnh nội dung chính là công pháp nhập môn mà hiện tại cái này mộng cảnh hiển nhiên là càng hậu kỳ thời gian tuyến ít nhất từ thanh cảm thụ được linh lực dư thừa trong cơ thể trong lòng kích động số lượng linh khí này ít nhất cũng là tu vi trong hiện thực của hắn gấp mấy chục lần ít nhất cũng phải luyện khí trung hậu kỳ xuất phát từ cẩn thận từ thanh chỉ khiêm tốn quan sát những người khác cũng không chủ động nói chuyện không khí trước đóng lửa có chút áp lực từ Thanh trong lòng cũng đang suy đoán bọn họ tại đây hơn nửa đêm ngồi ở trong núi rừng rốt cuộc là làm cái gì. Từ Sư Đệ, có vấn đề gì sao? Ngay khi Từ Thanh nhìn xung quanh, ngồi đối diện hắn, một nam tử đẹp trai cao lớn, mày kiếm tinh mâu bỗng nhiên mở miệng cười dò hỏi. Trong lòng Từ Thanh lập bộp một chút. Tới ngay liên lạc đầu tiên. Sư Đệ, xem ra vị này là sư huynh. Từ Thanh suy nghĩ một chút, dù sao mộng cảnh có thể lặp lại mấy lần trước hắn có thể không kiên nể gì tìm hiểu tin tức vì vậy hắn cười mở miệng nói không có việc gì sư huynh chính là ta còn không biết ngài tên gì anh ấy cố gắng nói ít nhất có thể và hỏi nhiều thông tin quan trọng hơn quả nhiên nghe hắn nói như vậy thanh niên cao lớn kia mỉm cười mấy tên đệ tử thái huyền môn chung quanh cũng nhao nhao nở nụ cười xem ra quan hệ giữa đệ tử trong môn cũng không tệ lắm. Từ thanh như có điều suy nghĩ. Thanh niên cao lớn cười nói. Từ sư đệ tính cách quá hướng nội, ta đã sớm nghe nói ngươi rất ít cùng đồng môn lui tới, sau này cần phải đi lại nhiều hơn. Ta tên Hàng Chấn, ngươi có thể gọi ta là Hàng Sư Huynh, Hàng Đại Ca, đều được. Từ thanh trong nháy mắt sinh hảo cảm với Hàng Chấn. Trước kia hắn xem những cái kia tu chân tiểu thuyết bên trong, đồng môn trong lúc đó không phải tranh dũng đấu ác chính là lẫn nhau tính kế, âm dương quái khí. Vị hàng sư huynh này ngược lại có chút hòa ái. Cũng không biết có phải lòng dạ quá sâu giả bộ ra hay không. Từ thanh cười gật đầu, đang định nói gì đó. Một vị đệ tử khác liền mở miệng nói. Hàng sư huynh là đệ tử nội môn có hy vọng bước vào trúc cơ cảnh giới nhất, từ sư đệ có vấn đề gì không hiểu, đều có thể thỉnh giáo hắn. Ánh mắt từ thanh lập tức sáng lên chỉ thấy hàng chấn khiêm tốn khoác tay áo đều là sư huynh đệ đồng môn chưa nói tới thỉnh giáo hay không thỉnh giáo từ sư đệ có vấn đề tu hành gì cứ hỏi ta nhất định biết không nói còn có chuyện tốt này từ thanh tại chỗ liền nhịn không được nếu sư huynh đã nói như vậy ta đầy liền không khách khí xin hỏi sư huynh có thủ đoạn công kích nào tương đối cơ bản không tôi hắn do dự một chút sau đó nói dối ta tu hành lâu như vậy tới nay, rất ít cùng người tranh đấu, thủ đoạn quá ít, hy vọng có thể nhiều chút thủ đoạn bên người. Nếu sư huynh không tiện, vậy thì thôi đi, ta hơi đường đột, kỳ thật cũng rất ngượng ngùng. Chắc chắn rồi. Hắn vừa nói ra lời này, vài tên đệ tử bên cạnh đều kinh ngạc nhìn hắn. Tự hồ đang khiếp sợ vì sự không biết xấu hổ của hắn. Từ thanh rất rõ ràng, đối với tu sĩ mà nói, pháp thuật gì gì đó đều rất trân quý, hơn nữa đến không dễ coi như là trong môn đệ tử cũng cần dùng cống hiến giá trị đi đổi mới được môn phái bình thường chỉ cung cấp cơ sở tu hành công pháp từ thanh cũng không thèm để ý dù sao cũng là nằm mơ có thể nhổ một nắm lông cừu chính là một nắm nằm mơ sao còn muốn mặc mũi gì ách từ sư đệ thật đúng là không khách khí ha ha cũng được ta nơi này có một môn pháp thuật đê giai hạ phẩm không dùng được cũng không phải tông môn truyền lại, có thể tặng ngươi. Làm cho từ thanh không nghĩ tới chính là, hàng chấn thật đúng là hào phóng. Sau khi cười cười, hắn lấy từ trong ngực ra một quyển sách mỏng ném cho từ thanh. Tìm thư uyển www chấm com từ thanh tiếp được, vội vàng cảm tạ một tiếng, sau đó liền cầm sách nhìn lên. Mấy người bên cạnh nhau nhau lắc đầu bật cười, hàng chấn cũng là như thế. Mắt thấy từ thanh thật sự đang chăm chú xem sách, cũng không ai lên tiếng quấy rầy hắn. Từ thanh không quan tâm tranh thủ thời gian lật xem quyển sách trong tay. Không có nhiều trong brochure. Chỉ là ghi lại một môn tên là phong nhận thuật cấp thấp hạ phẩm pháp thuật. Nhìn tên phẩm giai cũng biết là cấp thấp nhất trong pháp thuật. Nhưng độ khó cũng thấp, quy lực cũng thấp, tiêu hao cũng thấp. Thuộc về là tam thấp pháp thuật. Thích hợp nhất với từ thanh. Dẫn dắt linh khí xuyên qua liền có thể dẫn động phong lực ngưng tụ linh khí ở đầu ngón tay cảm thụ gió nhẹ có thể thành phong nhận ngắn ngủng mấy trăm chữ từ thanh hưng phấn mà một lần lại một lần nhìn muốn đem ghi nhớ không đợi hắn nhìn lần thứ tư đột nhiên một âm thanh thật nhỏ quái dị chói tai đột nhiên vang lên bên tai hắn giống như có một đám mũi vỗ cánh bên tai hắn hắn chỉ thấy hàng chấn ngồi đối diện hắn biến sắc quanh thân nhất thời nở rộ ra một mảnh linh quang màu lam sau đó không đợi từ thanh kịp phản ứng một trận lực lượng va chạm cực lớn liền từ phía sau trực tiếp đem hắn hất bay ra ngoài phanh từ thanh chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng nổ vang kịch liệt chết tiệt ngay sau đó cả người hắn giống như là bị ô tô chạy như bay hung hăng đụng ngã trong nháy mắt mất đi cân bằng từ thanh chỉ cảm thấy bay giữa không trung trước mắt tối sầm liền trực tiếp mất đi ý thức